chương 1816, lão thủ phát mầm non. Lần này lôi điện uy lực lần nữa gia tăng, cùng giang giật trước đó suy tính giống nhau như đúc, gia tăng cường độ không kém bao nhiêu, sở dĩ 50 cái canh giờ sẽ chỉ ngắn, tuyệt đối không hội trường. Giang giật theo trong khe nước bắn ra, không để ý tới đi thanh tẩy bẩn thiểu thân thể, lại một lần nữa bay vụt lên đỉnh núi cao, ngồi xếp bằng. Hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, vận chuyển thiên lực cho thân thể chữa thương, không thể lấy ra thần thụ diệp, hắn chỉ có thể dựa vào thiên lực chữa thương, dựa vào chính mình cường đại nhục thân khôi phục. Trong sấm sét ẩn chứa một khí hậu ba loại năng lượng, nhưng lúc công kích lôi điện cũng không có hiển lộ ra cái này ba loại năng lượng A. Thời gian phi thường gấp gáp, giang giật nhưng lại không thể không ép buộc chính mình quên hết mọi thứ, yên lặng tại đối lôi điện bổn nguyên áo nghĩa trong tham ngộ. Hắn có một loại cực kỳ tốt năng lực, càng là ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, đầu óc hắn chuyển động đến càng nhanh, nội tâm càng yên tĩnh. Hắn phi thường minh bạch một điểm, nguy cơ tiến đến càng nhanh bách càng nôn nóng sẽ chết được càng nhanh. Oanh, nửa canh giờ lại qua, Giang giật lại một lần nữa bị chém chúng lăn xuống đi, lần này hắn đều không có bay vụt đi lên, tự xếp bằng ở phía dưới trên đồng cỏ, tiếp tục tham ngộ. Dầm dầm dầm, cách mỗi nửa canh giờ, lôi điện hội đúng giờ đánh xuống, một lần sau so một lần uy lực lớn. Giang giật nhục thân rất mạnh, nhưng cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua thụ thương, bắt đầu là toàn thân làn da cháy đen, đến hơn 10 lần sau da của hắn cơ bắp bắt đầu bị hủy diệt, da vỡ ra, biến thành thịt chết. Loại thống khổ này phi thường khó chịu, coi như toàn thân bị hỏa thiêu tiêu. Cũng may Giang Giật có thiên nhân hợp nhất trạng thái, linh nhục tách ra, hắn có thể mặc kệ nhục thân, vận chuyển thiên lực để nhục thân khôi phục, tiếp tục tham mộ lôi điện áo nghĩa. Oanh, lần thứ 15, lần này lôi điện bổ đến rất ác độc, đem đại địa đều bổ ra, Giang Giật bị nện tiến vào lòng đất bị chôn sống. Phi phi phi, hắn phun ra trong miệng mảnh bùn, lại phát hiện trong miệng đều là mùi khói lửa, trên mặt hắn cơ bắp lắc một cái lắc một cái, trái đen hai tay đem bùn đất trống ra, đầu chui ra. Ngay tại hắn chuẩn bị bay vụt mà lên lúc, hắn thân thể đột nhiên dừng lại, hắn phát hiện phụ cận có một viên lão thụ, mới vừa rồi bị hắn liên lụy bổ chúng chặn ngang bẻ gãy. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ bị bẻ gãy thân cây biên giới thế mà mọc ra một mảnh tiểu diệp tử. Cái này lão thụ phi thường già, phía trên gần như không có cái mới lá cây, mảnh này tiểu diệp tử vẫn là trồi non, rõ ràng là vừa mới mọc ra lão thủ phát mầm non, giang giật con mắt chớp chớp, toàn bộ thân thể run lên, hắn không để ý tới leo ra vũng bùn, lập tức nhập định thần thức một lần một lần trong thân thể đảo qua. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này, rất nhanh ánh mắt hắn bên trong quang mang lóe lên, hắn rốt cuộc hiểu rõ trong sấm xét vì sao ẩn chứa một thuộc tính năng lượng, hắn lại không cảm ứng được. Trong sấm xét hoàn toàn chính xác có một thuộc tính năng lượng, thân thể của hắn bị lôi điện hủy diệt, thế mà đang chậm rãi trùng sinh. Mà lại trong lúc vô tình nhục thể của hắn lại không ngừng đang mạnh lên, bất quá mạnh lên tốc độ không nhanh, sở dĩ bị xét đánh vài chục lần hắn đều không có phát giác. Trùng sinh, tân sinh, lôi điện có kim sắc bén, lửa hủy diệt, cũng có mộc trùng sinh. Niết bàn trùng sinh, hủy diệt về sau lại trùng sinh, chỉ cần có thể gánh vác tân sinh về sau sẽ càng cường đại. Giang giật đôi mắt như hạo nguyệt, trong sấm xét ẩn chứa một thuộc tính năng lượng áo nghĩa, hắn rốt cuộc thôi diễn ra, giờ phút này chỉ còn lại nước cùng thổ. Thời gian trôi qua 8 canh giờ, còn có hơn 40 canh giờ, Giang giật lại nửa điểm không có thư giãn. Ai biết hắn cảm ngộ phương hướng đúng hay không, giống như sai hắn đem rốt cuộc không có có cơ hội. Hắn dứt khoát cũng không đi ra, tự nửa người chôn dưới đất, một bên chữa thương, một bên tiếp tục tham ngộ. Đáng tiếc, lần này hắn dòng dã cảm ngộ hơn 20 canh giờ, không thu hoạch được gì, hắn căn bản không nghĩ ra vì sao trong sấm xét hội ẩn chứa thổ cùng nước hai loại năng lượng. Lôi điện giờ phút này đã so lần thứ nhất đánh xuống lúc cường đại hơn 10 lần, mỗi lần đánh xuống cơ thể của hắn sẽ có mảng lớn bị nhiệt độ cao thiêu hủy. Hắn có chút hối hận không có một mực đem thần thụ diệp mang ở trên người, nếu không cũng không cần bị cái này ra thịt nỗi khổ, có thể trong nháy mắt khôi phục. Trên thế giới không có thuốc hối hận, chỉ có thời gian ngược dòng pháp tắc. Bất quá giang giật sẽ không, coi như hội cũng khẳng định không thể ngược dòng thời gian dài như vậy. Tại thiên giới giang giật nghe nói lân hậu hiểu được thời gian ngược dòng, nhưng cũng vẻn vẹn có thể ngược dòng thời gian một nén nhang. Oanh, hắn lại một lần nữa bị lôi điện bổ chúng, bởi vì hắn một mực chưa hề đi ra, sở dĩ không ngừng bị lôi điện bổ đến hướng dưới nền đất xuyên, đã bị đánh hạ lòng đất ngàn trượng. Bốn phía còn bị bổ ra một cái cự đại hố sâu, giang giật bị chôn sống tại trong hố. Tê tê, đau đớn kịch liệt, để hắn không thể không rời khỏi thiên nhân hợp nhất trạng thái, hắn đau đến đã không có khí lực lột, chỉ có thể ở dưới mặt đất run lên một cái, tựa như là một đầu sẽ chết khát ngư chết khát ngư, nghĩ tới đây, Giang giật không hiểu cảm thấy dị thường khát khô, trước đó một mực cũng cảm thấy có chút khát, không bằng hắn cũng không hề để ý, cũng không có thời gian đi tìm nước uống. Giờ phút này rốt cục có chút nhịn không được, hắn tùy ý chữa thương một phen hướng phụ cận bay đi, rất mau tìm đến một dòng suối nhỏ, hắn bay vụt xuống dưới nâng lên suối nước hét lớn. Không đúng, uống người mấy khẩu hắn đôi mắt đột nhiên trợn to, hắn làm sao lại cảm thấy khát. Nhục thể của hắn cỡ nào cường đại mà lại trong khoảng thời gian này hắn một mực vận công chữa thương, vận công đồng thời sẽ tự động hấp thu thiên địa linh khí, bổ sung trong thân thể cần năng lượng. Hắn dạng này cường đại nhục thân người đừng nói mấy ngày, coi như không ăn không uống mấy năm cũng sẽ không cảm giác được đói cùng khát, giờ phút này vì sao như vậy khát, đều đến không uống nước không được trình độ. Nước, trong thân thể ta thiếu nước, lôi điện đem trong thân thể ta thủy nguyên tố cho hấp thu. Nó tại phá hư trong thân thể ta kết cấu để cho ta bởi vì thoát nước trở nên suy yếu, cuối cùng chết đi. Cũng như thể hồ quán đỉnh, Giang giật rốt cục lần nữa nghĩ thông suốt một cái phi thường mấu chốt vấn đề. Trong sấm xét tại sao lại có nước năng lượng trước đó hắn vẫn cho là nước năng lượng là trực tiếp công kích, lại không nghĩ rằng là hấp thu trong thân thể của hắn thủy nguyên tố. Chỉ còn lại thổ, cố lên, Giang giật thân thể trực tiếp bắn vào dòng suối nhỏ bên trong ngồi xếp băng, đi hiểu thấu đáo một vấn đề cuối cùng, lôi điện đã nổ xuống hơn 60 lần, là càng ngày càng bá đạo kinh khủng. Hắn nhất định phải nắm chắc thời gian, nếu không đến đằng sau thân thể bị hội phá hủy nghiêm trọng, có thể hắn đều kháng không đến lần thứ 100 công kích, sớm tự vẫn lạc. Sau 8 canh giờ, Giang giật đôi mắt đột ngột mở ra, hắn mừng rỡ như điên kêu to lên, lôi điện có thể ẩn chứa thổ hệ nguyên tố là bởi vì thổ có thể dẫn điện, có thể làm cho lôi điện truyền bá tốc độ càng nhanh, kim mộc thủy hỏa thổ, lôi điện quả nhiên ẩn chứa ngũ hành chi lực. Hao phí 40 canh giờ, Giang giật cuối cùng đem trước đó quấy nhiễu hắn mấy vấn đề đều thôi diễn ra. Nội tâm của hắn thống khoái vô cùng, cũng cảm giác lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn lợi kiếm, rốt cục bị hắn nghĩ biện pháp lấy ra. Không đúng, Giang giật nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết xuống tới, trong đầu mừng rỡ biến mất vô tung vô ảnh. Hắn phát hiện một vấn đề, hắn mặc dù nghĩ thông suốt vấn đề, nhưng tựa hồ cũng không có cảm giác chính mình đối lôi điện bổn nguyên cảm ngộ có đột phá tính tiến triển, hắn cũng không có phát hiện chính mình lôi điện áo nghĩa nhập môn. Nói một cách khác, hắn hao tốn 40 canh giờ, đem trong sấm sét tại sao lại ẩn chứa cái này năm loại thuộc tính nguyên tố hiểu rõ. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng, trên đỉnh đầu lợi kiếm vẫn như cũ lơ lửng, nhiều nhất còn có 10 canh giờ, hắn sẽ bị lôi điện chém thành bột mịn. Chương 1817, vạn vật chi nguyên. Bất luận cái gì đạo văn pháp tắc, hoặc là bản nguyên áo nghĩa một khi nhập môn, cảm ngộ người đều lại có một loại cảm giác. Cũng cảm giác kia phiến đại môn đối hắn mở ra hắn đi vào đại môn lần theo hướng bên trong đường đi, cuối cùng liền có thể đi đến điểm cuối cùng. Giờ phút này Giang Giật cũng không có loại cảm giác này, sở dĩ lúc trước hắn cảm ngộ 40 canh giờ, cũng không có bất kỳ cái gì chứng dùng, hắn một đôi mắt hàn quang lấp lánh, đen nhánh trên mặt lộ ra một tia bản năng sợ hãi. Đi lầm đường cảm ngộ phương hướng sai lầm rồi sao? Lôi điện đã càng ngày càng kinh khủng, Giang Giật toàn thân đều tại ẩn ẩn làm đau, không có thần thụ diệp hắn căn bản là không có cách tại trong vòng nửa canh giờ đem thân thể triệt để chữa trị. Sở dĩ đằng sau mỗi lần một đạo lôi điện đều sẽ để thương thế hắn tăng thêm, có lẽ đều không cần đợi đến đạo thứ 100 lôi điện, hắn liền sẽ bị tươi sống đánh chết. Hao tốn 40 canh giờ, lại cảm ngộ một cái sai phương hướng. Giang giật biết rõ một bước này đi nhầm sẽ là vực sâu vạn trượng, hắn đem rốt cuộc không có có cơ hội, không có thời gian đi cho hắn một lần nữa cảm ngộ, đi tìm phương hướng chính xác. Không thể từ bỏ, không thể từ bỏ, tại băng hồ bên trong ta tiềm hành 100 thiên đều không hề từ bỏ, giờ phút này làm sao có thể từ bỏ. Giang giật đôi mắt rất nhanh trở nên kiên định, bất luận đường có chính xác không, bất luận sinh tử hắn đều muốn đánh đến một khắc cuối cùng, cho dù chết hắn cũng tận lực, có thể không tiếc. Hắn lắc đầu, lần nữa ép buộc chính mình tỉnh táo lại, rất nhanh trong đầu trống không nhất nghiệp, hắn tiếp tục ngồi xếp bằng một bên chữa trị thân thể, một bên tiếp tục tham ngộ. Oanh, 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 lôi điện vô tình không ngừng đánh xuống, lần lượt đem giang giật bổ tới lòng đất, lần lượt để thương thế hắn tăng thêm, toàn thân hắn đã không có một khối thịt ngon, giống như không phải thiên nhân hợp nhất trạng thái. giờ phút này hắn căn bản là không có cách cảm ngộ, bởi vì kịch liệt đau nhức sẽ để cho linh hồn hắn chuyển đi trận trận như tê liệt thống khổ, để hắn căn bản không có suy nghĩ đi lĩnh hội. mỗi lần bị chém chúng về sau, hắn sẽ lập tức cắn răng cưỡng ép tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, mặc kệ cũng nhanh biến thành một đống thịt nướng thân thể, lần lượt vận chuyển thiên lực chữa trị thân thể, linh hồn hết sức chăm chú tiếp tục tham ngộ hắn chữa trị tốc độ cùng thân thể mạnh mẽ tự động phục hồi như cú tốc độ rất nhanh, nhưng lôi điện lần lượt tăng cường, hắn căn bản chữa trị không đến. Giờ phút này cơ bắp đã có hơn phân nửa bị hư hao, rất nhiều gân mạch cũng vỡ ra. Giống như tại toàn bộ gân mạch đều vỡ ra, thiên lực không cách nào vận chuyển toàn thân lúc, hắn tự không cách nào chữa trị thân thể, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Một canh giờ, hai canh giờ, năm canh giờ, Giang giật đôi mắt tại thời khắc này đột nhiên mở ra, mặc dù toàn thân hắn gần như cũng không thể động, nhưng trong đôi mắt nhưng không có nửa điểm thống khổ ngược lại đều là cuồng hì ha 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 phốc hắn cố gắng hé miệng nghĩ cười to vài tiếng kết quả một ngụm máu tươi phun ra phun hắn mặt mũi tràn đầy đều là hắn run rẩy thoáng cái khóe miệng nụ cười còn không có triển khai lại đau đến toàn thân co rút không thôi mặc dù biết chính mình thương thế vô cùng nghiêm trọng nhưng hắn thần thức liếc nhìn một lần vẫn còn có chút nhìn thấy mà giật mình giống như hắn tỉnh lại đến lại trễ một hai canh giờ đoán chừng cái gì đã trễ rồi thân thể của hắn đều phế đi, cái gì đều vô dụng. Hô hô, rốt cục nhập môn, ta bắt đầu phương hướng cũng không có sai, chỉ là ta không có thôi diễn ra chân chính áo nghĩa thôi. Lôi điện bổn nguyên rốt cục nhập môn, cửa này hẳn là phá A. À. Hắn dùng yếu ớt không thể nghe thấy thanh âm khe khẽ thở dài, lập tức nhắm mắt lại bắt đầu toàn lực chữa thương. Mặc dù hắn đã nhập môn lôi điện bổn nguyên áo nghĩa, nhưng đây đều là hắn phỏng đoán, có thể hay không sống sót tựu xem đằng sau lần này lôi điện đánh xuống. Đúng, Hắn lôi điện áo nghĩa đã nhập môn, lúc trước hắn phương hướng cũng không có sai, chỉ là hắn còn không có triệt để thôi diễn ra lôi điện bổn nguyên thôi. Lôi điện hoàn toàn chính xác bởi năm loại nguyên tố cấu thành, kim mộc thủy hỏa thổ. Nói một cách khác cái này kim mộc thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố đều là theo trong sấm xét phân hóa ra. Nước là vạn vật chi nguyên, kỳ thật thuyết pháp này là sai lầm, lôi điện mới là vạn vật chi nguyên. Bởi vì, nước cũng là theo trong sấm xét phân hóa ra. Giống như Giang Giật suy đoán không sai, thế giới này nguyên bản không có cái gì, không có giới diện, không có sinh linh, không có vạn vật, một mảnh hư vô. Thẳng đến, trong hư không ra đời thứ một đạo lôi điện, đạo này lôi điện phá toái hư không, tương thiên chỗ tách ra, đạo này lôi điện phân giải, cho thế giới này mang đến năm loại nguyên tố, mang đến kim mộc thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố. Ngũ trung nguyên tố phân thuộc ngũ hành, tương sinh tương khắc. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa lại khắc kim. Hai cái tuần hoàn, hủy diệt mà trùng sinh, sau khi trùng sinh lần nữa hủy diệt. Dạng này sinh sôi không ngừng, đại đạo tuần hoàn, vòng đi vòng lại, vạn vật sinh trưởng không ngừng diễn hóa xuống dưới. Thế giới chậm rãi bắt đầu xuất hiện giọt nước, xuất hiện thổ địa, xuất hiện cây cối, xuất hiện hỏa diễm, xuất hiện sinh linh, ước vạn năm diễn hóa xuống tới, ra đời thế giới này. Đương nhiên, đây đều là giang giật suy đoán, hết thảy đều là bỗng dương diễn toán ra có thể hay không chứng minh cái này suy đoán tính chính xác tự xem đợi chút nữa cái kia đạo lôi điện đánh xuống thời gian từ từ trôi qua rất nhanh lại đến lôi điện đánh xuống thời điểm giang giật thân thể còn không có triệt để khôi phục hắn lại đình chỉ vận công khiêng nửa tàn phế thân thể hắn theo lòng đất bắn tới bay thẳng bắn lên trong cao không suy suy trên không trung một đạo kinh lôi nổ lên tiếp lấy một đạo nhân thể lớn như vậy đại lôi điện phá thiên mà đến giang giật không có tránh né không có xuống dưới đứng đấy, cứ như vậy đứng ngạo nghễ hư không, ánh mắt nhìn chằm chằm trên không trung lôi điện, hắn giống giận, tới đi. Lôi điện, để ta tiếp nhận người tẩy lễ, oanh, như một đầu vạn trường như cự long lôi điện hung hăng đánh chúng vào giang giật, so sánh lôi điện giang giật là nhỏ bé như vậy, như vậy yếu ớt, cho người ta cảm giác giang giật hội trong nháy mắt bị oanh thành bột mịn. Nhưng mà, lần này tình huống hoàn toàn khác biệt, giang giật không chỉ có không có bị oanh thành bột mịn, còn không có bị đánh xuống đi, một mực đứng sừng sướng giữa không trung Càng để cho người khiếp sợ sự tình phát sinh, giang giật thân thể từng điểm từng điểm bị xé nứt, bị phá hủy, nhưng lại rất nhanh lại trong nháy mắt mọc ra, toàn thân đều bị xé nứt phá hủy một lần, nhưng toàn thân lại nhanh chóng khôi phục. Cuối cùng toàn thân hắn đứng tại giữa không trung thân thể thế mà không có một tia thương thế. Ha 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 ha, cảm thụ được toàn thân không có một tia đau đớn, ngược lại dễ chịu tới cực điểm, cảm thụ được toàn thân tràn ngập lực lượng vô tận, giang giật cười to lên hắn thân vô thốn lũ, không có một cọng lông tóc, không chút nào không thèm để ý, tiếng cười to vang vọng phương viên vạn lý, quả nhiên không sai, ta suy đoán hết thảy đều là hợp lý. Lôi điện không phải hủy diệt, sẽ không phá hủy bất kỳ vật gì, lôi điện là vạn vật chi nguyên, là thế giới này bản nguyên, lôi điện sáng tạo ra thế giới này, ha 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 ha. Suy suy, tại giang giật bị lôi điện bổ chúng một khắc này, thiên yêu giới cửu thiên chi thượng phong vân dũng động, một cỗ hạo nhiên khí tức phúc đóng toàn bộ thiên yêu giới thiên yêu giới thiên địa linh khí dùng tốc độ khủng khiếp, hướng ác ma thâm uyên phía trên dũng mãnh lao tới, tiếp lấy toàn bộ thiên yêu giới bầu trời xuất hiện vô số tường vân, những này tường vân đồng dạng hướng ác ma thâm uyên nhanh chóng hội tụ mà đi. Ác ma thâm uyên phía trên tiếng oanh minh không ngừng, kia đinh tai nhức óc kinh lôi âm thanh tựu không mất bằng lĩnh bên kia đều có thể nghe được rõ ràng. Một đạo to bằng cánh tay lại có chín loại nhan sắc lôi điện theo tường vân bên trong sinh ra, oanh minh bắn xuống chui vào ác ma thâm uyên phía dưới, khủng bố như thế thiên địa dị tưởng, chưa từng nghe thấy, toàn bộ thiên yêu giới trong nháy mắt sôi trào. Chương 1818, ngài nói, muốn thần phục ta, hưu, Thiên Phượng Sơn phía trên có một tòa lơ lửng cung điện, giờ phút này cung điện đại môn đột ngột mở ra, một thân ảnh mờ ảo bắn ra, thân ảnh mơ hồ đôi mắt cũng rất rõ ràng. Thiên Phượng Đại Đế cặp kia trong mắt màu bạc bên trong đều là kinh nghi, hắn kinh hô lên, làm sao có thể xuất hiện như thế thiên địa dị tượng thiên địa linh khí cùng chín màu tường vân đô là nhắm hướng đông bên cạnh hội tụ mà đi chẳng lẽ là. Ác ma thâm huyên cái kia tồn tại đột phá một bước cuối cùng. Không có khả năng, thiên phượng đại đế rất nhanh bác bỏ nói, cửu dương thiên đế cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, hắn đến chết đều không thể bước ra một bước cuối cùng. Cái kia tồn tại làm sao có thể đột phá một bước cuối cùng căn bản là không có người có thể đột phá, chứ nói chi là chúng ta yêu tộc, nhân tộc thiên tài đều tuyệt đối không thể nào. Chỉ là, giống như không phải đột phá một bước cuối cùng thiên yêu giới như thế ổn định giới diện lại thế nào có thể xuất hiện khủng bố như thế thiên địa dị tượng đâu càng là ổn định giới diện thiên địa càng không có khả năng xuất hiện dị tượng ngược lại nhân giới những cái kia tiểu giới mặt hoặc là thất giới loại kia tiểu thiên thế giới giới diện dễ dàng xuất hiện một chút bởi vì thiên giới đại giới mặt phi thường ổn định các loại thiên địa pháp tắc các loại trật tự đã hoàn thiện là không thể nào tùy ý bị xúc động như thế hùng vĩ thiên địa dị tượng thiên phượng đại đế đều không nghĩ ra đến cùng cảm ngộ cái gì pháp tắc, hoặc là áo nghĩa mới có thể xúc động thiên địa, làm cho cả thiên yêu giới thiên địa vì đó rung chuyển. Không chỉ là thiên phượng đại đế, thần nghe đại đế, hỏa hồ đại đế đồng dạng đã bị kinh động, thiên yêu giới đạt tới thần vương cảnh giới trở lên yêu tộc, toàn bộ bị nhiễu loạn thiên địa linh khí cùng thiên địa dị tượng kinh động. Thần nghe đại đế hỏa hồ đại đế cũng nghĩ không thông, chớ nói chi là bạo long vương bọn hắn. Còn có một số cấp thấp yêu tộc bị dị tượng như thế dọa sợ, Nhao nhao quỳ xuống đất cúng bái đối với những thứ không biết không cách nào giải thích đồ vật cấp thấp tộc đàn thường thường sẽ cho rằng là chân thần hiền linh mặc kệ cái gì trước bái lại nói xuất hiện dị tượng như thế nhưng không có yêu tộc dám đi dò xét coi như ba vị đại đế cũng không dám đi bởi vì nơi đó là ác ma thâm uyên cái kia tồn tại bản thân giống như này kinh khủng giờ phút này lại có đại đột phá ai dám đi chịu chết cái này thiên yêu giới có thể muốn biến thiên a Thiên phượng đại đế tại phía ngoài cung điện đứng thẳng thật lâu, thẳng đến thiên địa linh khí khôi phục bình thường, tường vân tiêu tán sau mới hướng trong cung điện bắn vào. Tại cửa cung điện hắn đột nhiên dừng lại, trong mắt màu bạc bên trong hiện lên một tia tàn nhẫn, lạnh giọng nói ra, thừa dịp thiên yêu giới không biến thiên, đến lập tức đem thanh linh bộ hạ cố toàn bộ diệt sát. Nếu không cái kia tồn tại ra, liền rốt cuộc không có có cơ hội. a, à, Giang giật còn tại cười to không thôi, đột nhiên phát hiện cửu thiên tri thượng xuất hiện lần nữa một đạo lôi điện, một cỗ khí tức kinh khủng nương theo kia lôi điện chân áp mà xuống, để tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Ngoá, cái này lôi điện làm sao có chín loại nhan sắc chẳng lẽ ta khám phá thiên cơ, lão thiên muốn chu sát ta. Giang giật toàn thân run lên một cái giật mình, nhưng này lôi điện tốc độ quá nhanh, rõ ràng khóa chặt hắn, hắn căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Hưu, lôi điện lóe lên một cái rồi biến mất, tiến vào hắn trong thân thể, không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì, mà là hóa thành từng đạo năng lượng kỳ dị tiến vào bên trong thân thể của hắn, cuối cùng thế mà đi thứ chín khỏa tinh thần. Thứ đồ gì, Giang giật có chút xem không hiểu, hắn đưa tay lau mặt một cái, đều coi là nhìn lầm. Bởi vì hắn thần thức quét vào thứ chín khỏa tinh thần, phát hiện cái kia đạo chín màu thần lôi trở ra biến mất không thấy, hắn ở bên trong quét một lần lại một lần cuối cùng không hề phát hiện thứ gì. Quái sự, hắn gãi gãi trụi lùi đầu không nghĩ ra, vào thời khắc này linh hồn hắn đột nhiên động một cái, có loại bị dình coi cảm giác, hắn đột nhiên ngẩng đầu lại thấy được trên bầu trời xuất hiện một đôi mắt đây là một đôi dạng gì con mắt a à? lần nữa nhìn thấy này đôi kinh khủng con mắt giang giật bản năng thân thể run lên đây tuyệt đối là hắn đời này thấy qua kinh khủng nhất con mắt sau so thanh đế đều kinh khủng mấy lần ác ma thâm uyên tồn tại lại hiện thân giang giật nuốt xuống một miếng nước bọt lập tức mặt biến đỏ bởi vì hắn chân bóng không chỉ có không có y phục trên thân liền một vọng lông đều không có trước đó nơi này không ai hắn thời gian cấp bách không ngừng có lôi điện đánh xuống, không cố được nhiều như vậy. Giờ phút này bị một đôi to lớn con mắt nhìn chằm chằm, tự nhiên ngượng ngùng khó nhịn. Hưu, thân thể bay vụt mà xuống, hắn tìm một mảnh to lớn lá cây che khuất hạ bộ, lại bắt được một cọng cỏ dây leo tùy ý làm một đầu váy rơm, lúc này mới lại ngẩng đầu nhìn trên không trung cặp mắt kia. Hắn dừng một chút, ôm quyền chắp tay khom người nói, giang giật, tham kiến đại nhân. Mặc kệ cái này kinh khủng tồn tại xuất hiện có dụng ý gì, mặc kệ hắn là địch hay bạn, chỉ ít hắn không giết chết chính mình, chỉ ít hắn đứng ở võ đạo đỉnh phong, cái này đáng giá hắn đi cái này thi lễ. Người gọi Giang giật, một đạo phiêu miểu lời nói từ phía trên bên cạnh truyền đến, cặp mắt kia không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, dừng một chút không đợi Giang giật đáp lời, thanh âm lần nữa truyền đến, người vừa rồi cảm mộ cái gì? Giang giật nháy nháy mắt, trả lời, ta cảm mộ một cái bản nguyên áo nghĩa, vừa mới nhập môn, là lôi điện bản nguyên áo nghĩa. Vừa mới nhập môn bản nguyên áo nghĩa thanh âm lần này có một chút kinh ngạc, lập tức rất khẳng định nói ra, người đây tuyệt đối không phải bản nguyên áo nghĩa, vừa mới nhập môn liền có thể xúc động thiên địa tuyệt không có khả năng này. Không phải bản nguyên áo nghĩa, Giang giật mộng, sờ lên hắn cái kia đại quang đầu lầm bẩm nói, không phải bản nguyên áo nghĩa là cái gì a à, chẳng lẽ còn có so bản nguyên áo nghĩa càng cường đại áo nghĩa. Ây, cái này thật không có, bản tỏa cũng là không rõ ràng. Ác ma thâm nguyên cái này tồn tại chính mình cũng mơ hồ, hắn trầm tư thời gian một nén nhang, mở miệng nói tốt, giang giật, lúc đầu ngươi còn phải thông qua hai quan khảo nghiệm, đã ngươi có thể cảm mộ lợi hại như vậy áo nghĩa, sớm kết thúc đi. Đương nhiên, đây chỉ là tầng thứ nhất khảo nghiệm, giống như ngươi không thể tại trong vòng 10 năm đạt tới phong đế cấp, mơ tưởng bản và hoàn toàn thần phục ngươi. Quả nhiên là khảo nghiệm, nghe được phía trước một câu, giang giật lộ ra quả là thế biểu lộ. Nghe phía sau câu nói kia lại hổ khu chấn động, coi là nghe lầm hắn nháy nháy mắt, mang theo một tia thanh âm rung động hỏi, đại nhân, ngài không có nói đùa chớ ngài nói. Muốn thần phục ta, một cái thiên yêu giới bên trong nhất tồn tại cường đại, lại để cho thần phục hắn một cái nhân tộc tiểu tử đây không phải hòa thiên hạ cười chê sao. Ông, cặp mắt kia chậm rãi biến mất, tiếp lấy giữa không trung phía trên không gian kịch liệt sóng gió nổi lên, lại sau đó đầy trời hỏa diễm xuất hiện, ở trên không trung ngưng tụ thành một con rồng, một đầu dài đến vạn trượng, khí tức cực kỳ kinh người to lớn hỏa long. a à, mặc dù là hỏa long, giang giật nhưng không có cảm nhận được nửa điểm nhiệt độ cao hắn trong đôi mắt đều là mơ hồ đầu này hỏa long làm sao như vậy nhìn quen mắt a à. hỏa long kiếm tựa như một đạo kinh lôi nổ lên giang giật đôi mắt đột nhiên co rụt lại hắn kinh hô lên đại nhân chẳng lẽ người chính là hỏa long kiếm chân chính khí linh đầu kia hỏa long năm đó hỏa long kiếm chia ra làm thất hỏa long kiếm bên trong khí linh cũng đã mất đi tung tích cửu dương thiên đế để giang giật đi tìm tất cả tàn kiện còn có đi tìm thật khí linh một đầu hỏa long hồn rất rõ ràng trước mắt đầu này kinh khủng hỏa long liền là hỏa long kiếm bên trong chân chính khí linh, hỏa long hồn. Tại thời khắc này, Giang giật trong đầu vô số nghi hoặc cũng mở ra. Vì sao lần trước hắn đến ác ma thầm huyên cứu bạo long vương, cái này tồn tại không có đánh giết hắn, ngược lại bị hắn một kiếm cho bổ xuống. Bởi vì, lúc ấy hắn dùng hỏa long kiếm, thân là khí linh, đầu này hỏa long như thế nào lại không biết hỏa long kiếm đâu thân là khí linh hắn làm sao dám tổn thương cửu dương thiên đế chỉ định truyền nhân, thiên đế thần binh hỏa long kiếm đương nhiệm chủ nhân đâu chương 1819, nhất thống thiên yêu giới. Giang giật có chút không rõ chính là, đã đầu này hỏa long hồn biết mình là thiên đế truyền nhân, biết mình là hỏa long kiếm chủ nhân, sao còn muốn khảo nghiệm cái gì chẳng lẽ hắn đối cửu dương thiên đế lựa chọn không phục một cái binh khí khí linh lại dám chất vấn chủ nhân lựa chọn. Đương nhiên những lời này Giang giật cũng không xin hỏi, hắn không dám hỏi đầu kia hỏa long lại tựa hồ như có thể xem thấu hắn tâm tư, đoán được hắn ý nghĩ. Hỏa long trùng điệp hư một cái, vỡ ra to lớn miệng rồng nói ra, tiểu tử, người đừng tưởng rằng vô danh lựa chọn ngươi, người liền có thể đạt được bản tọa tán thành. Bản tọa là hồng mông thời đại đản sinh đầu thứ nhất hỏa long, bản tọa tồn tại sau minh đế còn lâu, tại hồng mông thời đại bản tọa thực lực tự có một không hai thiên hạ. Toàn bộ hồng mông thế giới ức vạn năm đến ngoại trừ vô danh tiểu tử kia, ai là bản tọa đối thủ năm đó lực thần nhất tộc tộc hoàng gặp bản tọa đều phải hành lễ, mặc dù đằng sau bị vô danh tiểu tử kia tính kế, biến thành khí linh, nhưng nghĩ bản tỏa thần phục ngươi không có đơn giản như vậy mười năm đã tới phong đế cấp là tầng thứ hai khảo nghiệm giống như ngươi không cách nào đạt thành ta hội thay thế vô danh một lần nữa tuyển chọn đời sau thiên đế truyền nhân Ây, giang giật mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc này hỏa long hồn lại có lai lịch lớn như vậy cửu dương thiên đế là chủ nhân của hắn hắn lại nói vô danh tiểu tử kia hắn vẫn là hồng mông thời đại đản sinh đầu thứ nhất hỏa long cái này địa vị quá dọa người đi chấn kinh chỉ chốc lát hắn cũng không dám nói cái gì chỉ có thể khom người nói, đại nhân, giang giật nhất định cố gắng, không cô phụ thiên đế cùng ngài kỳ vọng cao. Ừm, hỏa long hồn nghĩ nghĩ lại nói ra, tại ngươi đột phá phong đế cấp trước, bản tòa hội một mực đi theo ngươi, nhưng chỉ có thể giúp ngươi xuất thủ ba lần, giống như 10 năm sau ngươi còn không cách nào đột phá phong đế cấp, ta sẽ dẫn lấy hỏa long kiếm rời đi. Ân, dựa theo cùng vô danh ước định, ta có thể truyền cho ngươi vô danh thần công đệ lục trọng công pháp. Ông, hỏa long hồn sau khi nói xong, cặp kia kinh khủng đôi mắt quang mang lé lên, giang giật trong đầu đột nhiên nhiều một chút tin tức, hắn vội vàng ngồi xếp bằng trước tiên đem những tin tức này chỉnh lý ghi chép lại lại nói. Vô danh thần công là cửu dương thiên đế sáng tạo, cửu dương thiên đế nói qua chỉ cần hắn đem vô danh thần công tu luyện tới để cửu trọng, đồng thời tìm tới sở hữu hỏa long kiếm tàn kiện, sẽ có đối kháng minh giới lực lượng, có thể thấy được cái này vô danh thần công tầm quan trọng. Cẩn thận cảm ngộ mộ một phen, hắn đem vô danh thần công đệ lục trọng công pháp toàn bộ nhớ kỹ hắn không có đi vội vã lĩnh hội mà là trong đầu nhanh chóng chuyển động tiêu hóa đầu này hỏa long mang cho hắn tâm linh chấn động đầu tiên có thể xác định một điểm chính mình an toàn thành công thông qua khảo nghiệm đầu này hỏa long nói có thể đi theo chính mình điều này nói rõ hắn tùy thời có thể đi ra đạt tới phong đế cấp trước giúp hắn xuất thủ ba lần không biết đầu này hỏa long có bao nhiêu cường đại có thể hay không đối kháng thanh đế giống như có thể vậy liền nghịch thiên hắn đem có thể lập tức ra thiên giới không nói đi thiên giới địa giới an thân đi ít nhất có thể đem hắn người đều tiếp vào thiên yêu giới đến. Đúng, thiên yêu giới. Giang giật nghĩ nghĩ, quyết định lập tức ra ngoài, cũng không biết thanh linh bộ hạ cũ thế nào chớ để cho thiên phượng đại đế cùng còn lại hai vị đại đế giết chết. Vấn đề ở chỗ hắn đi ra ngoài, đầu này hỏa long có thể chấn áp được ba vị yêu tộc đại đế sao giống như không chấn áp được, hắn liền sẽ bị ba vị yêu tộc đại đế tươi sống giết chết ha. Hắn đôi mắt mở ra, ánh mắt nhìn về phía không trung đầu kia hỏa long dò hỏi, đại nhân, ta có thể ra ác ma thâm nguyên sao ta nghĩ xin ngài giúp ta trấn áp ba vị yêu tộc đại đế, ta muốn nhất thống thiên yêu giới. Cái này ngài, có thể làm được sao? Nhất thống thiên yêu giới. Hỏa long ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt, lạnh giọng nói ra, nheo nhỏ thiên yêu giới có cái gì tốt chiếm cứ ngươi nhất định phải lãng phí một lần bản tỏa cơ hội xuất thủ. Giang giật đôi mắt sáng lên, phi thường khẳng định gật đầu nói, ta nhất định phải thống một ngày yêu giới. Thiên yêu giới ngoại giới không người nào biết, thanh đế đều không có truy sát vào đây, có thể thấy được lốm đốm giang giật có thể đem nơi này xem như chính mình hậu hoa viên có thể đem chính mình tất cả tộc nhân thân nhân đều chuyển di vào đây nếu là hậu hoa viên vậy khẳng định muốn bảo đảm tuyệt đối an toàn bảo đảm ba vị đại đế đối với mình trung thành thanh linh đại đế đối với hắn có đại ân nàng bộ hạ cũng không thể không bảo vệ hắn cùng bảo long vương bọn hắn cùng một chỗ phấn chiến như vậy thì mặc dù những cái kia đều là yêu tộc hắn là nhân tộc nhưng đã có rất sâu tình cảm hắn tự nhiên không hy vọng bảo long vương bọn hắn đều chết hết hỏa long gật đầu nói bản tỏa đã đáp ứng ngươi ngươi khăng khăng như thế bản tọa liền giúp ngươi nhất thống thiên yêu giới để ngươi trở thành thiên yêu giới chủ nhân bất quá ngươi vẫn là tốt nhất đừng đi ra giang giật không hiểu hỏi vì cái gì hỏa long lãnh mâu quét qua hắn nói ngươi vừa rồi cảm mộ cái chủng loại kia áo nghĩa vô cùng cường đại thiên địa đều bị xúc động xuất hiện thiên địa dị tượng thiên yêu giới không gian phi thường ổn định theo đạo lý là tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Sở dĩ chỉ cần một lời giải thích, người cảm ngộ áo nghĩa rất mạnh mẽ. Người cần chính là đem loại này áo nghĩa tiếp tục thôi diễn, không nói đại thành, ít nhất phải xác định về sau có thể tiếp tục tham ngộ. Thiên địa dị tưởng, Giang giật nhớ tới cái kia đạo chín màu lôi điện, chính hắn cũng bị hù dọa. Chẳng lẽ đây không phải là lôi điện bổn nguyên áo nghĩa nhưng không phải áo nghĩa đó là cái gì hỏa long hồn chính mình cũng đã nói, thế giới này cũng không có so bản nguyên áo nghĩa càng tồn tại cường đại. Tốt, hỏa long hồn bàn giao, hắn cũng không thèm suy nghĩ quá nhiều. Dù sao ở lại bên trong đã lâu như vậy, cũng không quan tâm cái này mấy ngày thời gian, tụ tốn hao mấy ngày đem cái này lôi điện áo nghĩa lĩnh hội đến thấu triệt hơn một chút đi, bảo đảm về sau có thể tiếp tục thôi diễn. Kia cái gì, Giang giật đột nhiên nhớ tới nơi này không thể lấy ra thần thụ diệp, lĩnh hội tốc độ đem giảm bớt đi nhiều, hắn ngẩng đầu hỏi, có thể chuyển sang nơi khác tu luyện sao ta cần tại trong giới chỉ lấy ra một loại bảo vật, như thế bắt đầu tìm hiểu đến tốc độ càng nhanh còn có đại nhân, ta cái kia hồn nô đã chết rồi sao? Ông, hỏa long hồn thân thể lóe lên biến mất ở giữa không trung, tiếp lấy giang giật thân thể biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau ra trong một cái đại điện. Chủ nhân, đại điện bên trong một đạo ngạc nhiên thanh âm truyền đến, giang giật nhìn lướt qua phát hiện là câu Trần Vương, ha ha cười nói, người lão tiểu tử thế mà không chết ha. Câu Trần Vương vội vàng quỳ lạy, đang muốn nói cái gì, hỏa long hồn thanh âm vang lên tại giang giật trong đầu, đừng chậm trễ thời gian, nhanh lĩnh hội đi. Tốt, Giang giật ra hiệu câu Trần Vương đừng nói chuyện an tâm ngồi xếp bằng, hắn giới chỉ sáng lên lấy ra mặc trường bào thay đổi, thần thức quét vào thiên hàn châu, phát hiện Phượng nghe thành thành thật thật ở bên trong, hắn yên tâm ra ngoài thần thụ diệp khai bắt đầu lĩnh hội. Câu Trần Vương trong đầu có rất nhiều nghi hoặc, Giang giật không nói lời nào hắn không dám hỏi nhiều, chỉ có thể thành thành thật thật đang ngồi một bên cho Giang giật hộ pháp. Giang giật không có lập tức đi thôi diễn lôi điện áo nghĩa, mà là thần thức một lần lại một lần tại thứ 9 khỏa tinh thần bên trong đảo qua hỏa long chứng nhận trời sáng chỗ hoàn toàn chính xác xuất hiện dị tượng, điều này nói rõ cái kia đạo chín màu lôi điện là thật. Nếu là thật, vì sao chín màu lôi điện đi vào thứ chín khỏa tinh thần, thoáng cái tự biến mất không thấy. Hắn cái này thứ chín khỏa tinh thần thế nhưng là quái thai A, năng lượng gì đều có thể cất giữ, năm đó có thể cất giữ cương phong năng lượng, đằng sau có thể tự động dung hợp hỏa diễm, vì sao cái này lôi điện vào đây liền không có đâu. Tìm dòng dã một nén nhang, giang giật xác định lôi điện năng lượng xác thực biến mất không thấy chỉ có thể bất đắc dĩ cầm trong tay thần thụ diệp, bắt đầu thôi diễn lôi điện bổn nguyên áo nghĩa. Nửa tháng, thôi diễn nửa tháng, thuận tiện đem vô danh thần công đệ lục trọng công pháp cảm mộ tựu ra ngoài. Giang giật hạ quyết tâm, khu trừ trong đầu tạp niệm, hết sức chăm chú bắt đầu tìm hiểu tới. Cắt cắt chương 1820, Lam Hổ Vương, Hỏa Long để Giang giật thôi diễn một đoạn thời gian, vững chắc thoáng cái, lại không nghĩ rằng bên ngoài cái này mấy ngày xảy ra chuyện. Thiên Phượng Đại Đế sợ Hỏa Long đi ra thiên yêu giới, sợ hắn nhất thống thiên yêu giới. Một khi thống nhất thiên yêu giới, hắn đem lại không có cơ hội diệt sát thanh linh bộ hạ cũ, sở dĩ hắn chuẩn bị không biết xấu hổ một cái. Phượng nghe rơi vào ác ma thâm uyên, để thiên phượng đại đế dị thường nổi giận, thật lâu không thể tiêu tan. Hắn thấy phượng nghe cùng giang giật đều đã chết, hắn đầy ngập lửa giận không có địa phương phát tiết, chỉ có thể đem đây hết thảy đều tính tại thanh linh trên thân, hắn không có cách nào ra ngoài đối phó thanh linh, chỉ có thể tìm thanh linh bộ hạ cũ phiền toái thiên địa xuất hiện dị tưởng, hắn cho rằng hỏa long thần công đại thành. Đã như vậy, hỏa long chắc chắn sẽ không tiếp tục ở tại ác ma thâm uyên, sẽ ra ngoài đắc ý một cái, thiên yêu giới bị nhất thống không thể tránh được. Đều muốn làm thủ hạ của người khác, vậy liền không quan trọng tôn nghiêm cùng mặt mũi, sở dĩ thiên phượng đại đế chuẩn bị không biết xấu hổ một cái. Chính hắn ngược lại là không có tự mình hạ lệnh, chỉ là tùy ý ám hiệu một chút, người phía dưới tự nhiên là hiểu được làm. Dưới tay hắn đệ nhất chiến tướng Lam Hổ Vương đứng dậy, tự mình đi một chuyến tây vực cùng bắc vực, bí mật cùng hai vực người chủ trì chuyện phía một phen, tiếp lấy đi triệu tập đông vực bỏ chạy tam vực quân đội. Hơn một nghìn vạn quân đội đầu hàng 300 vạn, bị diệt sát hơn 200 vạn, còn lại năm 600 vạn quân đội trốn vào tam vực. Lam hổ vương một tìm bọn hắn, nhưng không có một chủng tộc nguyện ý giết trở lại đông vực. Cửu đại nhân thật là đáng sợ, liền phượng nghe đều không phải là đối thủ của hắn, ai còn có thể chiến thắng hắn giống như tam vực trực tiếp xuất động đại quân bọn hắn ngược lại là không quan trọng, đi theo giết trở về đoạt địa bàn. Nhưng tam vực rõ ràng làm kia cái gì còn muốn lập đền thờ, bọn hắn trở về chịu chết sao? Giang giật bị thiên phượng đại đế truy sát đi ác ma thâm nguyên sự tình, cũng không có truyền ra. Bạo Long Vương đã sớm truyền lệnh phong tỏa tin tức, tránh cho đông vực đại loạn, cũng tránh cho tam vực tiến công. Đông vực tàn quân không đi, Lam hổ vương giận dữ, nói cho đông vực tàn quân, Giống như không giết trở về liền đem bọn hắn toàn bộ diệt tộc. Hắn cắn răng ngoan tâm làm một cái quyết định hắn thông cáo toàn bộ đại lục, hắn đem xuất lĩnh toàn bộ Lam hổ tộc mưu phản Nam vực, tuyên thể hiệu trung thanh linh đại đế, toàn tộc rời đi Đông vực. Tin tức truyền ra, toàn bộ thiên yêu giới chấn động, Đông vực chiến sự vừa mới lắng lại, Lam hổ vương đây rõ ràng lại muốn gây ra chiến sự. Rời đi Đông vực đây không phải là rõ ràng muốn cướp địa bàn, tranh đoạt Đông vực vương bá quyền sao? Lam hổ vương tại Nam vực vốn chính là một phương bá chủ, Lam hổ tộc là gần với thiên phượng tộc loại kém hai đại tộc, hắn tại Nam vực ngốc hảo hảo, là lông muốn đi đông vực. Liền xem như ngớ ngẩn cũng đã nhìn ra, việc này là thiên phượng đại đế âm thầm hạ lệch, nếu không tiếc bất cứ giá nào diệt sát thanh linh bộ hạ cũ. Lam hổ vương làm phản, cái này tự nhiên là cái ngụy trang, là quang minh chính đại xuất binh lấy cớ. Đông vực tàn quân lập thức tinh thần đại chấn, tại tam vực bọn hắn cùng tôn tử đồng dạng, địa bàn không có một khối, chỉ có thể tìm góc nhỏ kéo dài hơi tàn. Làm hổ vương ra mặt, bọn hắn vui lòng đi theo trở về đoạt địa bàn, thiên phượng đại đế đều không cần mặt, bọn hắn sợ cái gì. Trùng trùng điệp điệp đại quân tại bốn vực ở giữa hang không đáy phụ cận tập kết, tây vực cùng bắc vực có một ít trùng tộc tuyên bố làm phản, nhao nhao hô to hiệu trung thanh linh đại đế, muốn giúp thanh linh đại đế vĩnh chấn đông vực. Vẹn vẹn ba ngày thời gian, hơn một nghìn vạn đại quân tập kết hoàn tất, trùng trùng điệp điệp nhắm hướng đông vực xuất phát. Trong đại quân ngụy đế cấp đạt đến 20 cái, trong đó có chiến lực nhưng so sánh lão bạo Long Vương Lam Hổ Vương. Đại quân cũng không có nói quá nhiều chiến thuật, thẳng tắp hướng Long Cốc vào tới. Giang giật rơi vào ác ma thâm nguyên, Lam Hổ Vương thế nhưng là phi thường tinh tường, bằng vào bạo Long Vương đầu của bọn hắn có thể đùa ra hoa chiêu gì. Hơn 1.000 vạn đại quân, 20 cái ngụy đế cấp, tăng thêm chiến lực gần với ba vị đại đế phía dưới Lam Hổ Vương, bọn hắn còn cần cái gì chiến thuật trực tiếp nghiền ép đi qua là đủ mới xây dựng liên quân khẽ động, đông vực lập tức đại loạn. Cứ việc tin tức phong tỏa, nhưng đông vực tất cả tộc trưởng đều biết Giang Giật đã rơi vào ác ma thâm uyên. Thời gian đã qua hơn 100 ngày, Giang Giật tuy nói còn chưa có chết, nhưng nếu có thể ra, đã sớm ra a. À. Giang Giật không tại, Bạo Long Vương trở thành đông vực vương, đáng tiếc hy vọng là tại không đủ, không cách nào ổn định quân tâm. Giang Giật đối với đông vực các tộc tới nói, cái kia chính là định hải thần châm, chỉ cần có Giang Giật tại hết thảy đều không phải là vấn đề. Bạo Long Vương bọn hắn cũng trợn tròn mắt, bên này quân đội chỉ có 4 500 vạn, cường giả càng ít, tăng thêm giang giật lưu lại hai cái ngụy đế cấp chỉ có 7 cái, bên kia lại có 20 cái. Trọng yếu nhất chính là đối phương thống soái Lam Hổ Vương, kia là nhưng so sánh lão Bạo Long Vương tồn tại. Đánh khẳng định là đánh không lại, từ chiến cuối cùng khẳng định toàn bộ diệt tộc. Một đám đại lão tụ tập cùng một chỗ thương nghị một phen, đạt được hai cái kết luận hoặc là đầu hàng, hoặc là chỉ có thể từ bỏ đông vực. Đầu hàng không có khả năng, muốn đầu hàng bọn hắn đã sớm đầu hàng, chỉ có thể từ bỏ đông vực. Từ bỏ đông vực cũng không có chỗ đi, ngoại trừ hoang vu chi địa bên ngoài, còn có thể đi cái nào. Rút lui, bạo long vương phi thường quả quyết hạ lệnh, toàn quân cùng vài ước yêu tộc triệt hồi hoang vu chi tri địa, triệt hồi ác ma thâm nguyên phụ cận. Sở dĩ hạ mệnh lệnh này là bởi vì Giang Giật còn sống, hắn lưu lại hai cái ngụy đế cấp hồn nô không chết, chứng minh Giang Giật ngay tại ác ma thâm nguyên phía dưới. Bạo Long Vương trong lòng có một tia hy vọng xa vời, hắn cảm thấy đến ác ma thâm uyên phụ cận, vạn nhất sang giật ra nữa nha vạn nhất cái kia kinh khủng tồn tại ra mặt can thiệp đâu mặc dù hy vọng xa vời, nhưng ít ra còn có một tia hy vọng, lưu lại lời nói, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Tại Lam Hổ Vương bọn hắn tại hang không đáy phụ cận tập kết lúc, Bạo Long Vương đã sớm hạ lệnh đem sở hữu yêu tộc đều đánh chúng tại Long Cốc phụ cận. Hắn một tiếng hiệu lệnh phía dưới, vài ức yêu tộc lần nữa bắt đầu đại di rời, đại quân lưu lại bọc hậu. Lam Hổ Vương nhận được tin tức về sau, không chỉ có không có đi tăng tốc truy kích, ngược lại để toàn quân thả chậm tốc độ, cho bạo long vương bọn hắn thong rong rời đi đông vực. Vì sao? Bởi vì hoang vu chi địa nghiêm ngặt trên ý nghĩa không tính đông vực cương vực, đã bạo long vương bọn hắn đều rời đi đông vực, đây không phải là đại biểu bọn hắn không còn là đông vực con dân dạng này lam hổ vương liền có thể quang minh chính đại chu diệt. Hoang vu chi địa không có cái gì, vài ức yêu tộc cùng mấy trăm vạn đại quân ăn uống cũng thành vấn đề, theo thời gian chuyển rời quân tâm hội tán loạn, đến lúc đó lại càng dễ đánh tan. Còn có một điểm, rời đi đông vực, kia đại biểu thiên phượng đại đế có thể xuất thủ, vạn nhất tình huống không đúng, thiên phượng đại đế tùy thời có thể dùng xuất thủ, cái này chiến liền không có bất kỳ huyền niệm gì. Tốc độ cao nhất truy kích, thời gian trôi qua 8 ngày, chờ bạo long vương bọn hắn cùng vài ước yêu tộc ra thiên bằng lĩnh, làm hổ vương lập tức hạ lệnh. Hơn một nghìn vạn đại quân mang theo vô tận sát khí lao nhanh mà đi, chờ thanh linh bộ hạ cũng triệt để diệt tuyệt về sau, đông vực chính là bọn họ. Tại thời khắc này, Lam Hổ Vương đều có chút không muốn hồi trở lại Nam Vực. Tại Nam Vực hắn là thiên phượng đại đế phía dưới đệ nhất nhân, tại Đông Vực mặc dù hắn cũng là âm thầm hiệu trung thiên phượng đại đế, nhưng bên ngoài hắn nhưng là Đông Vực Vương A. Đông Vực tất cả tài nguyên đều là bọn hắn Lam Hổ tộc, phát triển lớn mạnh mấy ngàn năm, vạn nhất xảy ra một cái phong đế cấp hậu đại, bọn hắn Lam Hổ tộc đem có thể cùng còn lại ba vị đại đế chia đều thiên hạ. Nhanh, 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 nghĩ tới đây Lam Hổ Vương càng thêm hưng phấn mấy phần, không ngừng bạo hống, thúc giục đại quân hết tốc độ tiến về phía trước, đuổi sát thanh linh bộ hạ cũng mà đi. Trường 1821, đi đầu một bước. Làm hổ vương xuất quân tốc độ cao nhất đuổi theo, chỉ là hao tốn hơn hai ngày thời gian tự đuổi kịp. Dù sao bạo long vương bọn hắn bên kia có vài ức yêu tộc, kéo gần lại toàn quân tốc độ. Thiên bằng lĩnh khoảng cách hắc ma thâm nguyên còn có mấy trăm vạn lý, giờ phút này bạo long vương bọn hắn mới đi một nửa khoảng cách. Bạo long vương bị tin tức về sau, chỉ có thể để một cái tộc trưởng xuất lĩnh 10 vạn đại quân mang theo cấp thấp yêu tộc rút lui trước, còn lại quân đội lưu lại chặn đánh quân địch. Chiến đấu tại sau 5 canh giờ bạo phát, Lam Hổ Vương không có tự mình xuất chiến, cũng không có toàn quân xuất kích, chỉ là phái 10 cái ngụy đế cấp cùng 600 vạn quân đội công kích. Một bên sĩ khí như hồng, một bên không có đường lui, chiến đấu phi thường thảm liệt. Bạo Long Vương bọn hắn toàn bộ tự mình xuất chiến, giết đến thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông. Đại chiến 20 cái canh giờ, song phương đều tổn thất nặng nề, riêng phần mình tổn thất hơn 100 vạn quân đội, mà lại hai bên đều tử trận một cái ngụy đế cấp, Bạo Long Vương hạ lệnh rút quân. Lam Hổ Vương không có hạ lệnh truy kích, theo lần này đại chiến bên trong, hắn nhìn ra Bạo Long Vương bọn hắn đều trong lòng còn có tử trí. Giống như làm cho quá mau, bên này thắng là có thể thắng, nhưng tuyệt đối tổn thất nặng nề. Lam Hổ Vương xuất lĩnh đại quân theo sát Bạo Long Vương bọn hắn đại quân đằng sau, cũng không công kích cứ như vậy đi theo, cho Thanh Linh Bộ Hạ cũ vô cùng lớn áp lực, để đại quân sĩ khí không thể tránh khỏi bắt đầu trượt xuống. Đi theo 50 vạn lý, chờ bạo Long Vương bọn hắn cùng kia vài ước yêu tộc tụ hợp về sau, làm hổ vương phái binh công kích lần nữa. Đại quân cùng vài ước yêu tộc tụ hợp, quân đội sẽ có điều cố kỵ, dù sao chủng tộc của bọn họ liền tại phụ cận, vạn nhất làm hổ vương phái binh tập kích đâu. Làm hổ vương hoàn toàn chính xác phái binh đánh lén kia vài ước yêu tộc, bạo Long Vương chỉ có thể chia binh đi nghĩ cách cứu Việt, lần chiến đấu này càng thêm thảm thiết. Mặc dù Lam Hổ Vương không có toàn lực tiến công, nhưng khổ chiến hơn 10 canh giờ, bên này lại chết trận một cái ngụy đế cấp, quân đội lần nữa chết đi gần trăm vạn. Từng bước xâm chiếm chiến thuật, Bạo Long Vương bọn hắn phi thường tinh tường Lam Hổ Vương chiến thuật, một lần cắn ngươi một miếng thịt xuống tới, nhưng chính là không giết chết ngươi. Để thanh linh bộ hạ cũ đại quân trong lòng còn có may mắn, coi là còn có thể trốn được một mạng, sở dĩ đều không có tử chiến chi tâm. Coi như biết rõ chiến thuật, Bạo Long Vương bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể tiếp tục hướng ác ma thâm nguyên chạy trốn mà đi, coi như cuối cùng chiến tử, bọn hắn cũng nghĩ đi ác ma thâm nguyên phụ cận trôn xương. Sau 10 canh giờ, lần thứ ba tiến công bắt đầu. Bên này tình huống phi thường không ổn, Giang giật lưu lại hai cái ngụy đế cấp toàn bộ chết trận, bạo long vương hạn bạt vương thiên bằng từng cái mang thương, quân đội còn lại chỉ có hơn 300 vạn, sĩ khí càng là đáp xuống cực điểm. Trái lại liên quân bên này, sĩ khí như hồng, Lam hổ vương phi thường thông minh, bắt đầu xuất chiến chính là đông vực tàn quân, đông vực tàn quân lưu lại mấy trăm vạn quân đội, đã tử thương hơn phân nửa. Lam Hổ Vương hạ quyết tâm muốn làm đông vực vương tự nhiên trước tiên đem đông vực tàn quân quân lực thừa cơ suy yếu, đến lúc đó không người dám đứng ra phản đối hắn, hắn liền có thể nhẹ nhóm thượng vị. Khổ chiến hơn 10 canh giờ, cấp thấp yêu tộc bị tàn sát hơn 200 vạn, quân đội chiến tử gần trăm vạn, hạn bạt vương hai cái đùi bị chém nứt, giống như không phải bạo long vương cứu giúp đoán chừng muốn chiến tử. Song phương đại quân thối lui, Lam hổ vương suy nghĩ lần tiếp theo chiến đấu liền có thể triệt để đem thanh linh bộ hạ cũ cho xử lý. Bởi vì bạo long vương bọn hắn thương thế đều vô cùng nghiêm trọng, quân đội càng là còn lại hơn 200 vạn, có thể một cái nuốt lấy. Để hắn kinh ngạc là, thanh linh bộ hạ cũ quân đội tại chạy trốn thời điểm, đột nhiên sĩ khi tăng lên không ít, quân đội hành quân tốc độ tăng nhanh dưới tay nhắc nhở dưới, Lam hổ vương phát hiện phía trước sắp đến ác ma thâm uyên phụ cận. Ác ma thâm uyên, Lam hổ vương một đôi bạo mắt chuyển động hắn nghiêm nghị hét lớn, toàn quân hết tốc độ tiến về phía trước, bắt đầu tổng tiến công. Tổng tiến công mệnh lệnh được đưa ra, toàn quân sĩ khí đại trấn, đại quyết chiến thời khắc rốt cuộc đã tới, Lam Hổ Vương khẳng định cũng sẽ tự mình xuất thủ a, à hắn vừa ra tay bạo Long Vương bọn hắn hẳn phải chết, trận chiến đấu này tiểu kết thúc. Ác ma thâm uyên bên trong có một cái kinh khủng tồn tại, Lam Hổ Vương sợ ngoài ý muốn nổi lên. Lần trước Giang Giật mang theo đại quân tại cái này thắng Đông vực liên quân, đi kia phụ cận Thanh Linh bộ hạ cũ khẳng định hội sĩ khí tiêu thăng, hắn tự nhiên không thể để cho sau cùng tổng quyết chiến tại ác ma thâm nguyên phụ cận ác ma thâm nguyên phía tây 40 người vạn lý trùng trùng điệp điệp đại quân ngay tại cấp tốc lao nhanh kia vài ức yêu tộc đã tới gần ác ma thâm nguyên phụ cận đại quân cũng sắp đến sở dĩ quân đội gia tốc sĩ khí cũng bắt đầu tăng lên bởi vì bạo long vương truyền lệnh xuống đến ác ma thâm nguyên phụ cận sẽ có kinh hỉ lớn cho bọn hắn cái này kinh hỉ lớn tự nhiên là giả là bạo long vương chính mình lừa gạt mình lừa gạt cái này mấy trăm vạn quân đội để bọn hắn suy nghĩ đi giang giật, nhớ tới tại ác ma thâm huyên trận chiến kia. Báo, một đạo có chút kinh hoàng tiếng truyền báo vang lên, tiếp lấy một cái trinh sát thống lĩnh nhanh chóng bay vụt mà đến, đến bạo long vương hạn bạt vương thiên bằng vương bên người một chân quỳ xuống, bẩm báo nói, bẩm các vị đại nhân, đằng sau đại quân tốc độ cao nhất hành quân, nhiều nhất một cái canh giờ sẽ đuổi theo, xem ra chuẩn bị. Đại tổng tiến công, đại tổng tiến công, bạo long vương cùng thiên bằng vương liếc nhau, khóe miệng lộ ra một vòng đắng chát. Hạn Bạt Phương giờ phút này ngồi tại một cỗ trên chiến xa, hai chân còn máu thịt be bét, đều không có thời gian khôi phục, nghe được tin tức này hắn đôi mắt đột nhiên mở ra, giận quá mà cười quát khẽ nói, đánh đi, đánh đi, cho dù chết ta cũng sẽ không để đám này thằng danh con dễ chịu. Một canh giờ, Ly Hương Nhi đôi mắt ảm đạm, một canh giờ sợ là không cách nào đến ác ma thâm huyên phụ cận A, đại quân đến ít nhất cần khoảng một canh giờ rưỡi. Nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển đột nhiên nhẹ giọng nói ra, chư vị đại nhân, ta nghĩ đi đầu một bước. Ly Hương Nhi thân phận đặc thù, Bảo Long Vương bọn hắn đều phi thường trọng thị, rất nhiều tộc trưởng ánh mắt quét tới, một mặt kinh ngạc. Ly Hương Nhi đây là ý gì chuẩn bị trước đào tẩu sao bọn hắn thần ly tộc thế nhưng là đều trong quân đội A. Bảo Long Vương nghĩ nghĩ, minh bạch Ly Hương Nhi ý tứ, hắn phi thường kiên quyết nói ra, không được, Hương Công Chúa, người như hạ ác ma thâm uyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng tộc trưởng bừng tỉnh đại ngộ, tình cảm là ly hương nhi muốn đi ác ma thâm uyên tìm kiếm giang giật hay là đi cùng giang giật cùng một chỗ tuấn tình ly hương nhi lộ ra một vòng thêm mỹ nụ cười ngẩng đầu nhìn bạo long vương nói hẳn phải chết không nghi ngờ lưu tại cái này có thể sống sao cửu đại nhân đã còn sống nói không chừng xuống dưới ta có thể đem cửu đại nhân mời về cửu đại nhân nghe được cái tên này bạo long vương các loại chờ đại lão toàn bộ hổ khu chấn động trong đôi mắt quang mang bắn ra bốn phía bạo long vương nghĩ nghĩ cắn răng nhẹ gật đầu Ly Hương Nhi thân thể mềm mại bay vụt mà lên, thẳng tắp hướng ác ma thâm uyên bay đi. Đại quân đi ác ma thâm uyên cần một nửa canh giờ, Ly Hương Nhi tựu không cần đã lâu như vậy, dù sao trong đại quân rất nhiều tốc độ so Ly Hương Nhi chậm nhiều. Vẹn vẹn hơn nửa canh giờ, Ly Hương Nhi tựu đã tới ác ma thâm uyên phụ cận. Ác ma thâm uyên bên trong cùng trước kia không có khác nhau, phía dưới một mảnh đỏ bầy ra, sâu không thấy đáy, đứng tại bên bờ vực còn có thể cảm nhận được phía dưới kia kinh khủng nhiệt độ cao. Gió nhẹ lướt nhẹ đến, đem ly hương nhi tóc xanh cùng váy dài thổi đến nhẹ nhàng phiêu diêu, nàng tại bên vách núi đứng đó một lúc lâu, nhắm mắt lại hai chân chừng một cái, thân thể hướng vách núi phía dưới nhảy xuống. Trên mặt nàng không có quá nhiều sợ hãi, ngược lại khóe miệng lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào, khẽ hé môi son thì thào, chủ nhân, hương nhi tới tìm ngươi. chương 1822, Hỏa Nguyên Thạch Ly Hương Nhi đang nhảy xuống dưới vạn trượng tiểu chịu không được hôn mê, nàng cảm nhận được kinh khủng nhiệt độ cao, nội tâm dâng lên một tia tuyệt vọng. Sợ là còn không có đến ác ma thâm uyên dưới đáy, nàng liền bị nhiệt độ cao đốt là cho tàn a. À. Ầm, um, nàng rất nhanh bị đầu sau cơn đau giật mình tỉnh lại, nàng phát hiện chính mình lại ra trong một cái đại điện, kịch liệt đau nhức là bởi vì đầu hung hăng đập vào trên sàn nhà. A, à, đại điện bên trong còn có hai người, Câu Trần Vương tại cho Giang giật hộ pháp, hắn phát hiện đại điện bên trong đột nhiên thêm một người, đôi mắt đột nhiên mở ra, nhìn lướt qua lại có chút nghi hoặc, cái này tiểu nương môn làm sao như vậy nhìn quen mắt. Ly Hương Nhi Câu Trần Vương giật mình tỉnh lại, hắn mặt mũi tràn đầy kinh dị quát khẽ nói: "Lý Hương Nhi, ngươi vào bằng cách nào?" Gần như đồng thời, Giang giật đôi mắt mở ra, cùng Lý Hương Nhi liếc nhau một cái, Lý Hương Nhi thân thể mềm mại run lên vội vàng bò lên quỳ trên mặt đất, khóc không thành tiếng nghẹn ngào nói ra: "Chủ nhân, Hương Nhi rốt cuộc tìm được ngươi, Hương Nhi đây có phải hay không là đang nằm mơ chứ?" Hiu, Giang giật thân thể bay vụt mà lên, một tay lấy Lý Hương Nhi ôm lấy, lạnh giọng nói ra: "Bên ngoài xảy ra chuyện" Ly Hương Nhi một mực rất nghe hắn, hắn để nàng thành thành thật thật ở tại Long Cốc, giống như không có chuyện chắc chắn sẽ không chạy đến ác ma thâm nguyên tới. Ly Hương Nhi tỉnh ngộ lại, liên tục gật đầu nói, chủ nhân, nhanh đi mau cứu bọn hắn, người nếu không đi, toàn bộ đại quân cùng con dân đều muốn diệt tuyệt. Quả nhiên, Giang giật trong mắt hàn mang lấp lánh, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp đem câu Trần Vương cùng Ly Hương Nhi thu nhập thiên hàn châu bên trong, sau đó khom người nói, đại nhân, ta muốn đi ra ngoài. Ông! một đôi mắt hiển hiện, hỏa long kia băng lãnh thanh âm vang lên, lôi điện áo nghĩa người vững chắc. Ừm, um, vững chắc, chỉ cần cho ta thời gian tuyệt đối có thể tìm hiểu. Giang giật phi thường khẳng định trả lời, tốt à. hỏa long thật dài thở dài nói, bản tọa liền bồi ngươi đi ra ngoài một chuyến, thuận tiện đi tìm một chút hỏa long kiếm còn lại mấy cái tàn kiện. Tiểu tử, ngươi nhất định phải bản tọa giúp ngươi nhất thống thiên yêu giới, bản tọa nói là làm, giống như ngươi vận dụng ba lần cơ hội về sau, coi như ngươi bị giết, bản tỏa cũng sẽ không ra tay, sẽ chỉ trơ mắt nhìn xem ngươi chết. Xác định, Giang giật phi thường khẳng định nói, cặp mắt kia lập tức biến mất, tiếp lấy Giang giật giới chỉ thế mà tự động quang mang lấp lánh, hỏa long kiếm xuất hiện, một đạo lưu quang đột ngột xuất hiện xuất vào hỏa long kiếm bên trong. a à, Giang giật nhìn lướt qua hỏa long kiếm phát hiện có biến hóa, lần này trên thân kiếm cũng không có thêm ra một con rồng văn, mà là hỏa linh châu bên trong xuất hiện một đầu nhàn nhạt, nhạt long văn, nhìn kỹ cảm giác một con rồng tại hỏa linh châu bên trong du tẩu. Đi bên trái cái kia thiên điện bên trong lấy một chút hỏa nguyên thạch, bản tọa là hồn thể cần thỉnh thoảng bổ sung năng lượng, nếu không sẽ tiêu tán. Một đạo truyền âm vang lên tại giang giật trong đầu, hắn không dám hỏi nhiều, nhanh chóng hướng bên trái một đại môn đi đến, một tay vỗ đại môn nhẹ nhõm mở ra, ánh mắt của hắn ở bên trong quét qua, lại đầy mắt chấn kinh ngạc. Cái này thiên điện rất lớn, bên trong không có bất kỳ cái gì bài trí, nhưng trên mặt đất lại có từng hạt hỏa hồng sắc hòn đá nhỏ loại này hòn đá nhỏ hắn đã từng thấy qua đúng là hắn thu hoạch được hỏa linh châu lúc bên trong cất giữ hỏa linh thạch năm đó hắn còn tại thiên tinh đại lục lúc tiến vào vạn long thiên quân thiên quân mộ trong đạt được hỏa linh châu khi đó hỏa linh châu bên trong có một chút màu đỏ tiểu thạch đầu hắn đặt tên là hỏa linh thạch bởi vì hỏa linh thạch kinh khủng nhiệt độ cao hắn mới có thể đốt mặc thiên quân mộ chạy thoát đằng sau càng là bằng vào hỏa linh thạch hắn đốt xiết rất nhiều địch nhân cùng cường giả giang nghịch lưu nhân vương ấn liền là bị hỏa linh thạch cho đốt hủy hắn vẫn nghĩ không thông, cái này hỏa linh thạch đến cùng là cái gì. Giờ phút này rốt cuộc có đáp án, hỏa linh thạch tên thật gọi hỏa nguyên thạch, đúng là hỏa long dùng để bổ sung năng lượng đồ ăn. Đầu này hỏa long trước kia gửi thân tại hỏa linh châu bên trong, sở dĩ bên trong lưu lại một chút hỏa nguyên thạch. Còn có, hỏa linh châu vì sao có được như thế cường đại thích hỏa năng lực, cái này tốt hơn giải thích. Bởi vì hỏa linh châu là hỏa long ký sinh chi địa, hắn là hồng mông thời đại đản sinh đầu thứ nhất hỏa long, hắn hỏa diễm khủng bố cỡ nào không cách nào tưởng tượng. Giống như hỏa linh châu không có cường đại thích hỏa công năng, đầu này hỏa long đoán chừng đã sớm đem hỏa long kiếm cho hỏa tan A. Thời gian cấp bách, Giang giật không có suy nghĩ nhiều lắm, hắn nhanh chóng lợi dụng hỏa linh châu thu lấy mấy vạn mai hỏa nguyên thạch, chờ hỏa long truyền âm nói đủ rồi, hắn lúc này mới dựa theo hỏa long chỉ thị, theo một cái khác thiên điện mặt ra tòa đại điện này. Dựa vào, vừa đi ra khỏi đại điện, Giang giật bị hù dọa, bởi vì đại điện bên ngoài đều là hừng hực liệt hỏa, cả tòa đại điện đều bị liệt hỏa bao vây, tựa như đứng sừng sướng ở trong biển lửa. Bởi vì hắn trong tay cầm hỏa linh châu, sở dĩ cũng không biết rõ cái này hỏa diễm nhiệt độ cao thấp. Bất quá lần trước bạo long vương vẻn vẹn hạ ba vạn trượng đều kém chút chịu không được nhiệt độ cao, có thể tưởng tượng cái này hỏa diễm bá đạo. Muốn hay không thu chút hỏa diễm, sang giật trong đầu một cái ý niệm trong đầu hiện lên, khủng bố như thế hỏa diễm, giống như thu nhập thứ 9 khỏa tinh thần đi dung hợp được, đến lúc đó đoán chừng có thể đốt diệt một đám ngụy đế cấp A. Đừng suy nghĩ, những này hỏa diễm ngươi không thu được, những này là hỏa chi nguyên. Trừ phi ngươi cảm ngộ hỏa hệ bảy loại bản nguyên áo nghĩa, nếu không căn bản thu lấy không được. Hỏa long thanh âm vang lên, giang giật bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Hắn cũng không có thời gian đi hỏi thăm vì sao hỏa hệ bản nguyên áo nghĩa có bảy loại thân thể hướng lên trên uổng phí bay vụt mà lên. Có hỏa long tại, giang giật nhẹ nhóm có thể bay bắn đi lên, chỉ là mấy cái trong chắc mắt tự bay lên ác ma thâm nguyên thần trí của hắn hướng bốn phương tám hướng quét tới, phát hiện ác ma thâm uyên mặt phía bắc rất nhiều cấp thấp yêu tộc, còn có một số hộ vệ quân đội. Hưu, hắn bằng nhanh nhất tốc độ hướng bên kia bay đi, mấy cái trong chớp mắt đã tới mấy trăm quân sĩ trên không, hắn quát khẽ, đại quân ở phương nào. Giang giật khôi phục lúc đầu tướng mạo, cái này tướng mạo ngoại trừ ly hương nhi bên ngoài, bạo long vương bọn hắn đều chưa từng gặp qua, sở dĩ những này cấp thấp quân sĩ cũng không nhận ra hắn, toàn bộ như lâm đại địch nhìn qua hắn. Ông, trên người hắn bạch quang lóe lên, bộ dáng đại biến, kia mấy trăm quân sĩ lập tức đôi mắt co rụt lại, lập tức bịch bịch quỳ xuống một mảnh, vô số mừng như điên quát lớn tiếng vang lên, tham kiến cửu đại nhân. Giang giật không tâm tình cùng những này quân sĩ ôn chuyện tình, quát khẽ bạo long vương ở đâu. Một cái tiểu đội trưởng bẩm báo nói, phía tây, rời đi bên này mấy chục vạn lý. Hưu, Giang giật thân thể hóa thành một đạo lưu quang bay mất, bên này đại quân lại yên lặng tại trong vui sướng, trong lòng bọn họ Giang giật liền là thần, chỉ cần có giang giật tại ai cũng không thể chiến thắng bọn hắn giang giật tốc độ đạt tới cực hạn vẻn vẹn gần nửa canh giờ tựu đến chiến trường bạo long vương bọn hắn đã bị đuổi kịp đại chiến đã trải qua rồi song phương giết đến hôn thiên ám địa căn bản không biết biết rõ giang giật đến tranh chanh, giang giật trong tay xuất hiện một cái cổ cầm đột nhiên kéo một phát một đạo kinh khủng sát khí nương theo lấy tiếng đàn phúc tản toàn bộ chiến trường bá 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 tại tiếng đàn vang lên một khắc này thanh linh bộ Hà cũ sở hữu quân đội cường giả toàn bộ dừng lại, không hẹn mà cùng quay đầu, ánh mắt khóa chặt bay vụt mà đến giang giật. Nhìn thấy tấm kia quen thuộc mặt, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, bạo long vương cùng một đám đại lão hổ khu run lên, lệ rơi đầy mặt. chương 1823, lột da của ngươi ra. Bạo long vương tại một nửa canh giờ trước cho đại quân truyền một cái quân lệnh, nói đến ác ma thâm nguyên lại có một kinh hỉ cho đại gia, đại quân tin là thật. Tại vừa rồi khổ chiến thời điểm, đại quân đều đang nghĩ kinh hỉ làm sao còn không có xuất hiện, tối hậu quan đầu lại thật xuất hiện. Tình hình chiến đấu rất khốc liệt, đối phương toàn quân để lên, giống như không phải bên này đại quân trong lòng lẩm bẩm kinh hỉ sẽ xuất hiện, sợ là đã sớm quân lính tan rã. Dù sao đối phương quân lực quá mạnh, làm hổ vương toàn bộ cường giả xuất thủ, bạo long vương bọn hắn lần lượt bị nện xuống lòng đất, giờ phút này đều đến sắp chết biên giới. Các loại chờ bạo long vương bọn hắn chết một lần, đại quân tuyệt đối lập tức tan tác. May mắn, giang giật tối hậu quan đầu rốt cục chạy tới cửu đại nhân tới viện quân đã đến giết ha 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 cửu đại nhân đánh đâu thắng đó giết 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 bạo long vương giống giận hạn bạt vương hai chân đều đoán mất giờ phút này lại lơ lửng giữa không trung điên cuồng cười to thiên bằng vương trên thân sát khí bão táp đại hống không ngừng toàn quân trong nháy mắt sĩ khí đạt đến đỉnh điểm bạo hống giết 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 cửu đại nhân lam hổ vương hổ khu run lên cửu đại nhân ba chữ này thế nhưng là như sấm bên tai a à. phượng Nghê tại nam vực kia là mưu lược đệ nhất cuối cùng vẫn bại bởi hắn hắn cưỡng ép phượng nghe rơi vào ác ma thâm nguyên thiên phượng đại đế đều chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về thế mà ra có thể theo ác ma thâm nguyên ra đây là người sao hay là giang giật đột phá phong đế cấp lúc này mới theo ác ma thâm nguyên thoát khốn nghĩ tới đây lam hổ vương sâu trong linh hồn truyền đến sợ hãi một hồi giang giật bị truyền đi thái huyền thiên phượng đại đế đều truy sát không chết tồn tại, mà lại quỷ kế đa đoan, bạo long vương bọn hắn một đường đem bọn hắn dẫn tới nơi này, có phải hay không một cái bẫy a? À? Cứ việc nội tâm có chút bồn chồn, làm hổ vương vẫn là không có lập tức thối lui, dù sao chỉ là xuất hiện một cái giang giật. Giang giật cũng không có hiển lộ ra phong đế cấp chiến lực, hắn thối lui không phải đại biểu bị giang giật dọa lùi về sau còn thế nào tại thiên yêu giới lăn lộn. Trong tay hắn xuất hiện một khối đặc thù ngọc phù, kia là thiên phượng đại đế cho hắn, hắn lặng yên đưa tin cho thiên phượng đại đế, đoán chừng cái sau biết rõ khẳng định hội trước tiên chạy tới đánh giết Giang Giật. Bên kia Giang Giật nhanh chóng bay tới, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, trong lòng lại có chút sầu muộn. Hắn thần thức tại bốn phía liếc nhìn, phát hiện đối phương ngụy đế cấp có 10 cái, mà lại đối phương thống xoái khí thức mạnh phi thường, không kém gì đao nô, đây tuyệt đối là phong đế cấp phía dưới tồn tại khủng bố nhất. Đối phương đại quân có gần ngàn vạn, bên này cũng chỉ có 200 vạn tả hữu, cái này chiến đánh như thế nào a à, chẳng lẽ lại hắn để hỏa long ra loại này cấp bậc chiến đấu đoán chừng hỏa long hội chẳng thèm ngó tới a à, mà lại cũng sẽ bị hỏa long xem nhẹ a à. hắn đôi mắt nhất chuyển thu hồi cổ cầm thiên hàn châu sáng lên câu trần vương cùng phượng nghê xuất hiện hắn một tay như thiểm điện bắt lấy phượng nghê cổ nghiêm nghị quát lớn không muốn phượng nghê chết toàn bộ dừng tay cho ta phượng nghê cổ tê dần mày nhân lại bị giang giật tiếng giống giận dữ chấn động đến mảng nhĩ rung động nhưng ở nàng thần thức quét qua sau thân thể mềm mại kịch liệt run lên, nàng đầy mắt không dám tin nhìn qua bốn phía, nhìn qua Lam Hổ Vương, nhìn qua đầy khắp núi đổi đại quân, nàng la thất thanh nói, giang giật, chúng ta ra. Giang giật quét nàng một chút không nói gì, chỉ là truyền âm qua nói, Phượng Nghê công chúa, để các người quân đội ngưng chiến A. Phượng Nghê còn không có bất kỳ cử động nào, bên kia Lam Hổ Vương trầm hống, toàn bộ dừng tay, lui lại. Lam Hổ Vương rõ ràng nhất thiên Phượng quân chủ đối với Phượng Nghê yêu thích, giờ phút này nhìn thấy Phượng Nghê không chết bị cưỡng ép tự nhiên không dám làm loạn. Cái này hơn 200 vạn quân đội cùng bạo Long Vương giết hay không đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, giết chết Giang giật giải cứu Phượng Nghê mới là đại sự, bạo Long Vương bọn hắn tùy thời có thể dùng giết nha. Lui lại, lui lại, vô số cường giả đi theo giống to, đại quân nhanh chóng triệt thoái phía sau, bạo Long Vương bọn hắn nhưng lại không biết là chiến vẫn là lui, ánh mắt nhìn về phía Giang giật. Rút quân, Giang giật truyền âm qua, cái này còn lại hơn 200 vạn quân đội gần như từng cái mang thương, bạo long vương bọn hắn thảm hại hơn. Giờ phút này coi như thừa thắng xông lên cũng giết không được bao nhiêu người, ngược lại sẽ đem điểm ấy vốn liếng cho liều xong Bạo Long Vương đối với Giang giật mệnh lệnh không có bất kỳ cái gì chất vấn, lập tức đưa tin xuống dưới đại quân chậm rãi lui lại, tự cách xa nhau lấy 10 dặm cùng đối phương đại quân rằng co. Cửu đại nhân, Lam Hổ Vương dáng người phi thường khôi ngô, nhất là hai vai dị thường rộng lớn, trên trán còn có mơ hồ một cái vương chữ, nhìn bá khí tới cực điểm ánh mắt của hắn cách không nhìn về phía giang giật trầm giọng nói ra thả công chúa chúng ta rút quân như thế nào giang giật hít mắt xa xa cùng lam hổ vương đối mặt lạnh giọng mở miệng nói rút quân các ngươi rút lui ở đâu rút về các ngươi tam vực vẫn là rút lui đến đông vực lam hổ vương nhãn tình sáng lên không có chút gì do dự lập tức lên tiếng nói ra tự nhiên là rút về tam vực đông vực trả lại các ngươi vậy được giang giật phi thường thống khoái nói tiếp các ngươi rút quân đi lúc nào rút khỏi đông vực, ta lúc nào thả người, nói được thì làm được. Cái này, Lam Hổ Vương cùng Bạo Long Vương bên này đều có chút trần chờ Lam Hổ Vương sợ Giang Giật đến lúc đó không thả người, Bạo Long Vương bọn hắn lại cho rằng Giang Giật nói thật. Giống như đem Phượng nghe đem thả, đến lúc đó Lam Hổ Vương lại dẫn đại quân giết vào đây, vậy phải làm thế nào cho phải đâu. Không được, Lam Hổ Vương rất nhanh quát khẽ nói ra, người trước thả người. Cửu đại nhân, bản tọa là Lam Hổ Vương. Ngươi có thể hỏi một chút bạo long vương bọn hắn thanh danh của ta cùng phẩm hạnh, chỉ cần ngươi thả người, ta nói được thì làm được, lập tức mang binh rút lui đông vực. Ha 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 ha, Giang giật ngửa mặt lên trời cười ha hả đầy mắt đùa cợt nói ra, không cần hỏi, ngươi thì tính là cái gì còn có phẩm hạnh có thể nói ngươi là nam vực A, à, chạy đông vực tới làm gì đừng tìm ta nói những cái kia quan miệng đường hoàng nói nhảm, không phải liền là dâng thiên phượng đại đế ý chỉ, đến diệt sát thanh linh đại đế trung thành bộ khúc sau một câu lui không lùi ta đếm ba tiếng ngươi như còn không lùi ta để phượng nghe thần hồn câu diệt quay đầu thiên phượng đại đế lột da của ngươi ra ta cũng mặc kệ một hai giang giật sau khi nói xong trực tiếp đếm xem đồng thời đem phượng nghe thật cao nhấc lên trên tay quang mang lấp lánh tùy thời chuẩn bị động thủ lam hổ vương bị hù dọa lập tức phung tay lên nói rút lui toàn quân rút lui đại quân giống như thủy triều rốt cuộc rút lui từng mảnh từng mảnh bay lên không hội tụ thành một mảnh điểm đen về phía tây góc trời uổng phí bay đi tựa như một đám châu chấu, đem phía tây bầu trời toàn bộ cho che đậy. Bạo Long Vương bọn hắn như chút được gánh nặng, vô số thương binh ngay tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu chữa thương, rất nhiều quân sĩ mệt mỏi không để ý tới chữa thương ngã xuống đất đi ngủ đi qua. Bạo Long Vương kéo lấy thân thể tàn phế bắt đầu tổ chức người quét dọn chiến trường, cứu chữa thương binh. Hữu dụng không, Phượng nghe từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì cử động, cho tới giờ khắc này tài năng danh vọng lấy giang giật nói ra, coi như đại quân rút lui lại như thế nào đâu. Hoàn toàn chính xác không dùng, giang giật nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía biên giới Tây Nam nói, nếu như ta dự liệu không sai, người cái kia ra ra chẳng mấy chốc sẽ tới A. À. Ách, phượng nghe trong mắt đẹp lộ ra một tia kinh ngạc, giang giật có thể đoán được thiên phượng đại đế sẽ đến nàng không kỳ quái. Nàng chấn kinh ngạc chính là, giang giật tựa hồ không hề e ngại gì, ngược lại có chút chờ mong. Trường 1824, Hảo Kiếm, tốt, toàn quân dừng lại, chờ lệnh. Làm hổ vương để đại quân thối lui đến thiên bằng lĩnh phụ cận hạ lệnh, rất nhiều ngụy đế cấp cường giả có chút không hiểu, làm hổ vương cũng không có giải thích, để đại quân tại bực này đợi một ngày là đủ. Giang giật bên kia cũng không hề động, đại quân tại ác ma thâm huyên phụ cận đóng quân. Giang giật không có hạ lệnh để đại quân tiếp tục đi ác ma thâm huyên rút lui, cũng không có hạ lệnh để toàn quân xuất động giết trở lại đông vực. Bạo Long Vương cùng hạn bạt vương thiên bằng vương các loại chờ một đám đại lão tụ tập tại giang giật chiến xa bên ngoài, Tất cả mọi người thương thế đều bị Giang Giật chữa khỏi, tụ liền hạn bạt vương hai chân đồng dạng nhẹ nhõm khôi phục. Mọi người tụ tập tại chiến xa bên ngoài, chờ đợi Giang Giật triệu kiến. Giang Giật cùng Phượng Nghê ngồi tại chiến xa bên trong, cấm chế mở ra, ly hương nhi cũng ở bên trong. Nàng quỳ trên mặt đất cho Giang Giật cùng Phượng Nghê châm trà, Giang Giật nhắm mắt nhàn nhạt uống trà, không nói gì. Phượng Nghê cũng giống như thế, bất quá ngồi một hồi Phượng Nghê mở miệng, Giang Giật, người vẫn là khác đừng lẫn vào đông vực sự tình ta cùng đại đế nói một chút, người rời đi thiên yêu giới hồi trở lại các người thiên giới đi thôi. Giang giật mở to mắt, bình tĩnh nhìn qua phượng nghe nói, người đi qua thiên giới, người hẳn phải biết ta sự tình. Nếu như không có thanh linh đại đế, ta sớm đã chết ở thanh đế phong. Người cảm thấy ta hội trơ mắt nhìn xem thanh linh đại đế bộ hạ cũ bị diệt tộc. Nhưng ngươi lại có thể làm gì chứ? Phượng nghe cười khổ lắc đầu nói, chẳng lẽ ngươi năng lực kháng ba vị đại đế ngươi là nhân tộc điểm này, đủ để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Giang giật không có phản bác, chỉ là lần nữa nhắm mắt lại nâng chung trà lên nói, đợi lấy đi, chờ ngươi ra đại đế tới lại nói. Ly Hương Nhi, ngươi ra ngoài để bảo Long Vương bọn hắn đừng ở bên ngoài hậu, riêng phần mình đi nghỉ ngơi, hết thảy có ta. Ly Hương Nhi nhất là nghe Giang giật, lập tức đi ra ngoài. Phía ngoài bảo Long Vương bọn hắn mặc dù không hiểu, nhưng Giang giật hạ lệnh chỉ có thể ai đi đường nấy, lo lắng bất an cùng đợi hai cái đại quân cứ như vậy quỷ dị rằng co song phương trinh sát lẫn nhau đều đang dò xét đối phương lam hổ vương bên kia xem không hiểu giang giật cái này không vào cũng không lùi hắn rốt cuộc muốn làm gì a à. thời gian từng giờ từng phút quá khứ lam hổ vương nội tâm không chỉ có không có nửa điểm vui sướng ngược lại càng phát ngưng trọng cái này cửu đại nhân dụng binh như thần quỷ kế đa đoan phượng nghe đều thua vào tay hắn thiên phượng đại đế đã từng đuổi giết hắn thất bại lần này sẽ không lại xảy ra ngoài ý muốn a à. Vẹn vẹn đại nửa ngày thời gian, phía tây một đạo lưu quang như sao trổi bay vụt mà đến, đứng tại Lam Hổ Vương đại quân phía trên. Lam Hổ Vương nhóm cường giả lập tức bay vụt mà lên, quỳ gối giữa không trung quát khẽ tham kiến đại đế. Tham kiến đại đế, phía dưới gần ngàn vạn đại quân sợ hãi quỳ lạy trên mặt đất, Thiên Phượng đại đế thân ảnh vẫn như cũ mơ hồ một mảnh, hắn có chút dừng lại một chút, lạnh giọng hỏi cái kia nhân tộc cùng phượng nghe ở đâu. Lam Hổ Vương vội vàng trả lời, đại đế, bọn hắn còn tại ác ma thâm uyên phụ cận đóng quân, đại quân một mực không nhúc nhích. Ác ma thâm uyên thiên phượng đại đế dừng một chút, quát khẽ nói, đi xem một chút. Xuất kích, lam hổ vương một tiếng bạo giống, xuất lĩnh đại quân hướng ác ma thâm uyên phương hướng cuồng bay mà đi. Thiên phượng đại đế thân ảnh đột nhiên biến mất giữa không chung, ai cũng không biết hắn đi chỗ nào. Bên này khoảng cách giang giật bên kia không tính quá xa, đại quân tốc độ cao nhất lao nhanh, chỉ là 10 cái canh giờ tựu đã tới ban đầu chiến trường phụ cận. A, à, Lam hổ vương thần thức thật sớm quét tới, hắn kinh nghi phát hiện thanh linh bộ hạ cũ 200 vạn quân đội toàn bộ biến mất. Chiến trường vẫn là ban đầu chiến trường, cảnh hoang tàn khắp nơi, còn có rất nhiều hài cốt, thi thể đều bị tập trung khắp nơi thiêu hủy, có thể nhìn thấy khắp nơi đều có cháy đen xương cốt. Lam hổ vương thần thức cuối cùng khóa chặt ngồi tại một tòa núi nhỏ chi đỉnh Giang Giật. Giang Giật không có đánh đàn, mà là ngồi trên đỉnh núi thưởng thức trà, phía trên trưng bày một cái bàn, chỉ cần hai cái ghế, một bên khác ngồi một cái tóc bạc mắt bạc mỹ lệ nữ tử, chính là Phượng Nghê Công Chúa. Đại đế đâu, Lam Hổ Vương thần thức tại bốn phía một lần lại một lần đảo qua, cũng không có phát hiện thiên phượng đại đế. Hắn vốn cho là thiên phượng đại đế biến mất giữa không chung, là thuấn gì sớm đến đây. Gần ngàn vạn đại quân phô thiên cái địa bay tới, lạnh thấu xương sát khí cùng thú uy tràn ngập khắp nơi, để phong đều đình chỉ quét. Lam Hổ Vương nhìn thấy giang giật đầu đều không có nâng lên, coi thường bọn hắn, Phượng Nghê cũng không có xem bọn hắn, ôn nhu cho Giang giật châm trà, tựa như một cái hiền lành thê tử. Ngừng, khoảng cách 10 dặm, Lam Hổ Vương vung tay lên đại quân chỉnh tề ngừng lại, quỷ dị như vậy tình huống hắn cũng không dám làm loạn, vẫn là chờ thiên phượng đại đế ra tay đi. Gần ngàn vạn đại quân lặng ngắt như tờ, chỉnh tề sừng sướng giữa không chung, sở hữu cường giả quân sĩ thần thức ánh mắt đều khóa chặt tại núi nhỏ chi đỉnh thản nhiên uống trà Giang giật cùng phượng nghe. Không dám nói câu nào, cũng không dám có bất kỳ cử động. Ông, một nén nhan về sau, đại quân cùng giang giật ở giữa không gian có chút ba động một thân ảnh mờ ảo ra giữa không trung một đôi con mắt màu bạc hiển lộ ra bên trong hàn mang làm người ta không dám nhìn thẳng trên thân tự nhiên mà vậy phát ra hung lệ khí tức để gần ngàn vạn đại quân cảm giác được ngạt thở phượng nghe đầu ngẩng lên nàng đem ấm trà buông xuống có chút kho người hướng thiên phượng đại đế hành lễ nói nghe nhi vô dụng thẹn với gia gia tài bồi thiên phượng đại đế không có trả lời ánh mắt nhìn về phía giang giật u u nói ra nhân loại ngươi là thế nào ra giang giật rốt cục ngẩng đầu hắn bình tĩnh nhìn thiên phượng đại đế một cái nói tự nhiên là bay ra ngoài ác ma thâm huyên sâu như vậy chẳng lẽ còn có thể bò lên sao hừ thiên phượng lạnh lùng hừ một cái lại là không có động thủ lạnh giọng nói ra thả nghe bản đế lưu ngươi toàn thây phượng nghe có thể phóng giang giật đứng dậy xa xa cùng thiên phượng đại đế đối mặt tiếp tục phi thường bình hòa nói ra bất quá toàn thây cũng không cần lưu lại nói xong giang giật hướng phượng nghe đi đến trong tay thiên lực vần quanh tại phượng nghe chấn kinh ngạc ánh mắt hạ tướng nàng thần hạch phong ấn cho giải trừ, còn cười đối nàng nói ra, phượng nghe công chúa, ngươi tự do, trở về đi. Ây, làm hổ vương cùng kia gần ngàn vạn đại quân đều xem không hiểu, tự liền thiên phượng đại đế cũng xem không hiểu, giang giật cư nhiên như thế đơn giản liền đem duy nhất thẻ đánh bạc cho vứt bỏ đầu hắn rơi vào ác ma thâm uyên thời điểm rất bể. Hưu, phượng nghe trầm ngâm một hơi thời gian, thân thể vẫn là cấp tốc hướng thiên phượng đại đế bên kia bay đi, đến thiên phượng đại đế sau lưng nàng lúc này mới quay đầu ánh mắt nhìn về phía giang giật nàng cũng không nói lời nào kinh nhi bất định nhìn qua giang giật muốn nhìn một chút hắn làm sao phá cục đối với giang giật nàng hiểu rõ vô cùng nàng biết rõ giang giật không phải là đồ ngốc càng không phải là tên điên hắn bỏ qua chính mình cái này thẻ đánh bạc nói rõ hắn có càng lớn ỷ vào ông giang giật trong tay sáng lên một cái xinh đẹp trường kiếm ra trong tay hắn trường kiếm kia có dài hơn một trường trên thân kiếm có mấy đầu long văn tại hắn thiên lực vận chuyển về sau, kia mấy đầu long văn đều du tẩu, tựa như sống tới. Đồng thời khí thức kinh khủng theo trên trường kiếm lan tràn ra, bao phủ toàn trường. Ông, Phượng nghe con mắt màu bạc phát sáng lên, phi thường cực nóng nhìn qua hỏa long kiếm, thiên phượng đại đế đều uy mắt đồng thời sáng lên, hắn nhịn không được quát khẽ, hảo kiếm. Kiếm tự nhiên là hảo kiếm, giang giật một tay tại hỏa long kiếm bên trên khẽ vuốt, tựa như vuốt phe chính mình thích nhất nữ nhân, hắn cười nhạt một cái nói, toàn bộ hồng mông thế giới tốt nhất kiếm có thể không tốt sao thiên phong đại đế, thanh này thiên đế thần binh, người muốn không muốn liền đến lấy đi. chương 1825, một chiêu bại trận. Xoạt, toàn trường xôn xao phượng nghe thân thể mềm mại run lên, toàn bộ thiên yêu giới chỉ có nàng biết rõ giang giật trên người hỏa long kiếm là thiên đế thần binh, tự liền thiên phượng đại đế cũng không biết. Giang giật lại trước mặt mọi người nói ra, hắn đây là điên rồi sao hay là hắn có nắm chắc diệt sát thiên phượng đại đế, thiên đế thần binh thiên phượng đại đế trong mắt màu bạc trong nháy mắt bày ra đến nhưng so sánh trích dương hắn nhìn ra giang giật thanh kiếm này phi thường cường đại tại hỏa long tiến vào hỏa long kiếm bên trong lúc thanh kiếm này phẩm cấp lần nữa tăng lên nguyên lai khí tức chỉ là nhưng so sánh đạo thiên linh bảo miễn cưỡng nhưng so sánh hồng mông linh bảo thiên đế thần binh có lẽ bốn chữ này đối với phổ thông yêu tộc tới nói chỉ là đại biểu cho trên đời này nhất cường đại một thanh kiếm đối với thiên phượng đại đế tới nói ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt thanh kiếm này không chỉ là tốt nhất binh khí, còn đại biểu cho vô thượng đế uy, đại biểu cho trí cao quyền thế. Thanh kiếm này người bình thường cầm, vậy sẽ chỉ cho hắn mang đến vô cùng vô tận giết chóc, mà phong đế cấp cường giả cầm ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Phong đế cấp vốn chính là thế giới này nhất tồn tại cường đại, cầm thanh kiếm này liền có thể như hổ thêm cánh, chiến lực tiêu thăng, giống như có thể tiêu thăng cửu dương thiên đế cái kia cấp bậc, đem có thể hiệu lệnh thiên hạ trở thành một đời mới thiên đế. Thiên đế, kia là trí cao vô thượng tam giới chi chủ, ai không muốn trở thành tam giới chi chủ không muốn hỏi đỉnh thiên hạ giống như những này phong đế cấp không quan tâm quyền thế danh lợi, vậy vì sao phải chiếm lấy nhiều như vậy địa bàn tìm không ai biết rõ địa phương ẩn cư không tốt hơn sao? Suy suy, thiên phượng đại đế động, cả người như một cái kim xí đại bằng điều cuồng lướt mà đến, toàn thân hắn khí thế đều phóng xuất ra, khí thế kia như toàn bộ thương khung che đỉnh, đem phía sau phượng nghe bao quát lam hổ vương các loại chờ ngàn vạn đại quân toàn bộ cho chân áp xuống dưới, Giang giật nếu không phải ở trên núi đứng đấy, giờ phút này sợ là cũng bị đè xuống mặt đất. Kinh khủng, Giang giật còn là lần đầu tiên đối mặt phong đế cấp toàn lực phóng thích huy áp, hắn hai chân rung động không thôi, kém chút trực tiếp quỳ xuống. Hắn cắn răng chống đỡ lấy hai chân, trong thân thể huyền hoàng chi lực điên cuồng vận chuyển, hắn nếm thử dơ lên trong tay kiếm, nhưng căn bản không cách nào làm được, phong đế cấp huy áp quá nặng đi, để hắn binh khí đều không thể dơ lên. Nhìn xem thiên phượng đại đế không ngừng tới gần, trong mắt phóng đại, nhìn thấy thiên phượng đại đế kia thân ảnh mơ hồ bên trong một cái hiện ra hàn quang lợi chảo gào thét mà đến, sẽ một chảo vồ chết chính mình. Giang giật tâm niệm yên lặng tại hỏa linh châu bên trong, truyền âm nói, đại nhân, ra tay đi. Ông, hỏa linh châu quang mang lóe lên, tiếp lấy cả thanh kiếm quang mũi nhọn đại thịnh, kia mấy đầu long văn du tẩu, trong hạt châu long văn đồng dạng bắt đầu du tẩu. Một cỗ so thiên phượng đại đế uy áp còn kinh khủng hơn gấp 10 khí tức, theo hỏa long kiếm bên trên truyền ra đến, một đạo không hiểu năng lượng truyền vào giang giật trong thân thể, giang giật trong khoảnh khắc đó cảm giác chính mình trong nháy mắt cường đại gấp 10 gấp trăm lần. Uống, hắn bạo giống một tiếng, không có hoa khác chiêu vung lên hỏa long kiếm đối phía trước hung hăng đánh xuống. Tại hỏa long kiếm bị vung lên thời điểm, cả thanh kiếm vô hạn bắt đầu dài ra biến lớn, mà lại tốc độ quá nhanh, tại giang giật đánh xuống lúc hỏa long kiếm đã biến thành ngàn trượng trưởng, thân kiếm biến thành rộng một trượng, còn tốt chui kiếm biến hóa không lớn, nếu không giang giật căn bản đều không thể nắm trong tay. Tại thời khắc này, Giang giật cảm giác thanh kiếm này không bị khống chế, cũng không phải là hắn vung lên hỏa long kiếm, mà là hỏa long kiếm công kích mình, hắn bị ép đi theo phối hợp hành động. Vù vù, một đạo bén nhọn tiếng xé gió lên, hỏa long kiếm bốn phía tầng không gian tầng bạo liệt. Không sai liền là bạo liệt, mà không phải vỡ ra, hỏa long kiếm bốn phía không gian phá thành mảnh nhỏ, nương theo lấy hỏa long kiếm đánh xuống bốn phía không gian tựa như pha lê từng mảnh từng mảnh phá toái, xuất hiện từng cái không gian lỗ thùng. Tại hỏa long kiếm hướng phía trước đánh xuống lúc bầu trời đã xuất hiện một đầu dài đến ngàn trượt, rộng 10 trượng to lớn vết nứt không gian. Tê tê, ngoài 10 dặm lam hổ vương bọn người hít một hơi lãnh khí, sắc mặt đại biến. Cứ việc rời đi 10 dặm, toàn bộ yêu tộc đều có thể rõ ràng cảm ứng được hỏa long kiếm truyền đến khí tức khủng bố. Tại này khí tức chân áp phía dưới, bao quát lam hổ vương các loại chờ tất cả mọi người không động được, một khắc này sở hữu yêu tộc trong tầm mắt hết thảy đều biến mất, thậm chí trong mắt mọi người thiên phượng đại đế đều biến mất thế giới của bọn hắn bên trong chỉ còn lại một cái phá không mà đến bá khí trường kiếm, thanh kiếm kia muốn đem thương khung cho vỡ ra, muốn phá hủy hết thảy sinh linh. Cái này, so sánh Lam Hổ Vương bọn hắn, nội tâm càng hoảng sợ là thiên phượng đại đế, vị này đại đế chiến lực tại bốn vị đại đế bên trong là tối cường tồn tại, mặc dù so thanh đế còn tranh lệch rất xa. Nhưng thiên phượng đại đế vẫn cho rằng coi như thanh đế đều giết không chết hắn, tại toàn bộ hồng mông thế giới hắn xem như cấp cao nhất tồn tại một trong. Giờ phút này, hắn lại có một loại muốn bị giết cảm giác. Không đối mặt thanh kiếm này, không bị thanh kiếm này bên trên khí tức khóa chặt, ai cũng sẽ không lý giải giờ phút này cảm thụ của hắn. Thanh kiếm này công kích cũng không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chỉ là đơn giản bổ xuống, tốc độ nhìn không vui. Nhưng thiên phượng đại đế giờ phút này lại không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thanh kiếm này bổ chúng chính mình. Vì sao không động được? Điểm này thiên phượng đại đế chính mình cũng nghĩ không thông, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ, chỉ có điên cuồng vận chuyển toàn thân yêu lực, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết khí lực toàn thân nâng lên một cánh tay ngăn tại đầu của mình phía trên. ầm, um, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. một kiếm này tốc độ kỳ thật thật nhanh, chỉ là mọi người cảm giác chậm. hỏa long kiếm hung hăng bổ vào thiên phượng đại đế dùng hết lực khí toàn thân mới nâng lên cánh tay kia bên trên, một đạo nổ vang rung trời. thiên phượng đại đế nâng lên một cái bị vảy màu bạc bao trùm cánh tay, Lân phiến tầng tầng bạo liệt cuối cùng hóa thành bột mịn. trường kiếm tiếp tục đánh xuống hung hăng bổ trúng đầu của hắn. hiu giờ khắc này tất cả mọi người trong tầm mắt cảnh tượng khôi phục bình thường, có thể nhìn thấy cảnh sắc chung quanh, cũng thấy rõ ràng thiên phượng đại đế cánh tay kia hóa thành bột mịn, hỏa long kiếm bổ trúng đầu của hắn đem hắn hung hăng đánh bay ra ngoài, bay ngược trọn vẹn mấy ngàn trượng, đem sau lưng mấy chục tòa sơn phong toàn bộ đâm đến vỡ nát, trên mặt đất lộn mười mấy giới, cuối cùng quỳ một chân xuống đất, thiên phượng đại đế thân tử không tại mơ hồ, lộ ra một cỗ vĩ ngạn dáng người còn có một tấm mặt mũi tràn đầy tái nhợt mặt mo. Hắn đồng dạng là tóc bạc mắt bạc, tay trái sóng vai trở nên vỡ nát, tay phải trèo trống trên mặt đất. Hắn trên trán có một đầu hồng tuyến, giờ khắc này ở tuôn ra giọt giọt tiên huyết, theo cái mũi của hắn, miệng, cái cằm cuối cùng nhỏ xuống trên mặt đất. Tích đáp, tí tách, tí tách, huyết dịch nhỏ tại trên đất thanh âm rất nhỏ, chỉ là giờ khắc này toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tự liền tiếng gió cũng không có, tất cả mọi người trong tai đều vang lên kia huyết dịch nhỏ xuống trên mặt đất thanh âm sở hữu ánh mắt đều nhìn qua quỷ trên mặt đất, trong đôi mắt đều là hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy tái nhợt thiên phượng quân chủ. Mộng, đừng nói lam hổ vương bọn hắn, tự trí tuệ thông thiên liền phượng nghe tại lúc này đều mộng. Đầu óc không bao giờ chuyển không đến, sở hữu yêu tộc trong lòng chỉ có ba chữ không ngừng trong đầu vần quanh. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Bọn hắn đại đế làm sao lại bại làm sao có thể một chiêu bại trận giang giật nếu có như vậy chiến lược mạnh mẽ, trước đó còn đánh cái cái dám chiến A trực tiếp một người một kiếm nhất thống thiên yêu giới được. Hoang đường, chương 1826, vạn yêu tri tổ. Trên thực tế, giờ khắc này Giang Giật cũng cảm giác có chút hoang đường. Hắn thấy chân thực chiến đấu hẳn là đầu kia hỏa long vương theo hỏa linh châu bên trong bay ra ngoài, cùng thiên phượng đại đế đại chiến 300 hiệp, hai vị cường giả đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, cuối cùng hỏa long vương thắng hiểm nửa chiêu loại hình. Hỏa long vương là rất cường đại, Hồng Mông thời đại đản sinh đầu thứ nhất Hỏa Long, đã từng lực thần nhất tộc tộc Hoàng Đô không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Hỏa Long Vương là hồn thể A, tại Giang giật xem ra chiến lực khẳng định giảm bớt đi nhiều. Lại nghĩ không nghĩ tới Hỏa Long Vương đều chưa từng xuất hiện, chỉ là khống chế Hỏa Long kiếm bổ một kiếm, nhẹ nhõm chém đứt Thiên Phượng Đại Đế một cánh tay, còn kém chút bắt hắn cho đánh chết. Vị này chính là yêu tộc nhất cường Đại Đế A, phong đế cấp cường giả làm sao có thể như thế nhẹ nhõm tự bị thua. Giang giật không nghĩ ra, Phượng Nghê không nghĩ ra, Lam Hổ Vương không nghĩ ra, gần ngàn vạn đại quân đều không nghĩ ra. Sau một khắc, để bọn hắn càng nghĩ không thông sự tình phát sinh. Thiên Phượng Đại Đế cặp kia con mắt màu bạc lấp lóe vài vòng, sau đó lại cúi xuống cao quý đầu lâu, cúi người xuống tới quát khẽ nói, "Phượng tự đa tạ đại nhân ân không giết." Tạ ơn, Giang giật trợn tròn mắt, Lam Hổ Vương mấy người cũng trợn tròn mắt, Đường Đường thiên yêu giới đệ nhất nhân bị người một kiếm chặt đứt cánh tay, hắn không chỉ có không có nổi giận, ngược lại còn tạ ơn suy suy một giây sau thiên phượng đại đế ngẩng đầu lên trong mắt lại hiện lên hai đạo bạch quang kia bạch quang tựa như tia chớp phá không mà đi dùng thế xét đánh không kịp bưng tai thế xuất vào giang giật mi tâm đồng thời thiên phượng đại đế thân thể cũng mà đi một cái tay khác biến thành phượng trảo vô hạn tăng trưởng đối giang giật đầu hung hăng chộp tới oanh giang giật đầu tựa như nổ tung một cỗ phi thường năng lượng cường đại tiến vào hắn trong đầu bắt đầu điên cuồng công kích linh hồn của hắn đầu óc hắn bị cỗ này linh hồn tràn ngập căn bản không biết tình huống bên ngoài, càng không khả năng quán chú thiên lực đi thôi động hỏa long kiếm, sở dĩ cũng không biết một cái như phượng trảo cự thủ, dùng tốc độ khủng khiếp hướng đầu hắn chộp tới. Tốt, làm hổ vương bọn người thầm kêu một tiếng tốt, phượng nghe cũng không có vẻ vui thích, ngược lại lâm vào thật sâu lo lắng bên trong. Giang giật cho hắn ngoài ý muốn rất rất nhiều, giang giật không có triệt để trước khi chết, nàng luôn cảm giác hết thảy đều là hư ảo. Hưu, thiên phượng đại đế tốc độ cỡ nào nhanh mà lại cánh tay của hắn còn duỗi dài, gần như không đến một hơi thời gian kia móng vuốt đã đến giang giật chán trước, một giây sau liền phải đem giang giật cho vồ chết. Ngay một khắc này, dị biến lần nữa phát sinh, ông, không có thiên lực quán chú, hỏa long kiếm không cách nào thôi động, bất quá hỏa linh châu lại phát sáng lên. Tiếp lấy một cố kinh khủng dị thường nhiệt độ cao theo hỏa linh châu bên trong truyền ra, từng đoàn từng đoàn hỏa diễm bừng lên, để bốn phía nhiệt độ thành vạn lần trăm vạn lần tăng lên. Lui, phượng nghe hoảng sợ khẽ kêu, Lam hổ vương mấy người cũng điên cuồng bạo giống đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau. Đám kia ngụy đế cấp cùng phong vương cấp phản ứng đều nhanh, nhưng này gần ngàn vạn đại quân phản ứng tốc độ chậm đi rất nhiều, mà lại tốc độ cũng chậm. Chờ bọn hắn nghĩ lui thời điểm, kinh khủng nhiệt độ cao đã bao trùm tới, để bọn hắn toàn bộ trên người yêu lực nhiễu loạn căn bản chạy không thoát. a à, thảm kịch phát sinh, nhiệt độ quá cao, ngoại trừ phong vương cấp trở lên yêu tộc, còn lại đại quân trên thân rất nhanh giấy lên hừng lực liệt hỏa, gần ngàn vạn yêu tộc toàn bộ ở giữa không trung lăn lộn, đau nhức gào giống. Đây khắp núi đồi hoa cỏ cây cối đồng dạng giấy lên liệt hỏa, phụ cận phạm vi ngàn dặm biến thành một mảnh biển lửa. Hưu, Thiên Phượng Đại Đế không có việc gì, điểm ấy hỏa diễm đối với hắn mà nói còn có thể gánh vác, không bằng hắn trong đôi mắt đều là hoảng sợ, vốn có thể một chảo nhẹ nhõm vồ chết giang giật, giờ khác này hắn cũng không dám lại có bất kỳ cử động nào, chỉ có thể hoảng sợ lui lại. Bởi vì hắn ngửi thấy khí tức tử vong, còn có một cỗ, Vô thường thú uy, yêu tộc là một cái phi thường đẳng cấp rõ ràng tộc đàn, cường đại yêu tộc trên người thú uy năng chân áp cấp thấp yêu tộc. Tựa như bầy cừu không dám cùng sư tử vật lộn, thỏ tử thấy được diều hâu bản năng nghĩ đến chạy trốn, đây là khác vào bọn hắn trong khung tôn ti chi niệm. Không thể vượt qua, không thể kháng cự, thiên phượng đại đế giờ khác này cũng cảm giác chính mình biến thành một con dê, bị sư tử thú uy bao phủ, trong lòng của hắn không còn có may mắn chi niệm, hắn biết mình còn không đi chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân, cái này thú uy hắn hết sức quen thuộc, đã từng hắn cùng hỏa hồ đại đế, thần nghe đại đế cùng một chỗ cảm thụ qua đạo này thú uy, đồng thời bị cái này thú uy chủ nhân một chiêu kém chút miểu sát ba người bọn họ. Ác ma thâm uyên bên trong kinh khủng tồn tại, rốt cuộc ra. Suy suy, đầy trời hỏa diễm ở giữa không trung bay múa, không có đi truy sát thiên phong đại đế, chỉ là ở giữa không trung bay múa chỉ chốc lát, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu to lớn hỏa long. Hỏa long dài đến vạn trượng, mặc dù là hỏa diễm ngưng tụ mà thành, nhưng nhìn dị thường chân thực, nhất là cặp con mắt kia, để thối lui đến ngoài trăm dặm phượng nghe lam hổ vương bọn người toàn bộ linh hồn đều run rẩy lên. Còn có thể trốn sao? Một đạo băng lãnh thanh âm vang vọng khắp nơi, hỏa long vương trong mắt chợt lóe sáng, một đạo sóng gợn vô hình phúc tán mà đi. Toàn bộ thế giới tại thời khắc này tựa hồ cũng an tính, liệt hỏa không còn thiêu đốt, phượng nghe bọn người thân tử không lại run rẩy ngay tại chạy trốn thiên phượng đại đế thân thể bỗng nhiên ở phía xa, phụ cận không gian bị đông cứng, thời gian tựa hồ cũng đình chỉ lưu động. Vù vù, hỏa long vương thân thể không nhúc nhích, trong mắt lạnh như băng lạnh lùng nhìn chăm chú lên thiên phượng đại đế, lạnh giọng nói ra có thể tại bản tỏa thủ hạ chạy chối chết, chỉ có năm đó lực thần nhất tộc tộc hoàng. Đừng nói người chút thực lực ấy, coi như người tổ hoàng phong tường cũng làm không được. Lực thần nhất tộc tộc hoàng phong tường tổ hoàng, thiên phượng đại đế đều uy mắt co rụt lại, tại thời khắc này hắn phát hiện thân thể có thể động, nhưng hắn sắc mặt cơ bắp có chút run rẩy thoáng cái không có chạy trốn, ngược lại hoảng sợ quay đầu nhìn lên bầu trời hỏa long, có chút run âm thanh mà hỏi, chẳng lẽ đại nhân là? Si hồng đại nhân, hỏa long vương nhàn nhạt hừ một cái nói, hừ, tính ngươi còn có chút ánh mắt. Si hồng đại nhẫn, phượng nghe thân thể mềm mại run lên, làm hổ vương đôi mắt cũng bày ra đến dọa người, còn lại ngụy đế cấp lại có chút cảm thấy lẫn lộn, bất quá đều bị hỏa long vương lời nói hù dọa. Lực thần nhất tộc tộc hoàng bọn hắn tự nhiên biết rõ, kia là năm đó xưng bá toàn bộ thiên giới cường đại chủng tộc chi hoàng. Phong tường bọn hắn rõ ràng hơn, kia là thiên phượng nhất tộc cái thứ nhất trở thành phong đế cấp trí cường giả, thiên phượng nhất tộc có thể có như thế cường đại, phong tường cư công trí vĩ, kia là thánh tổ hoàng A. Bịch, thiên phượng đại đế đột nhiên bay xuống, một gối quỳ xuống quát khẽ, phượng tự tham kiến si hồng đại nhân. Vù vù, phượng nghe cùng lam hổ vương cũng lập tức bay xuống, quỳ theo bái quát khẽ tham kiến si hồng đại nhân. Giống như giờ phút này những cái kia ngụy đế cấp phong vương cấp đại yêu còn nghĩ không ra, bọn hắn cũng không xứng tu luyện tới cảnh giới như thế, toàn bộ yêu tộc liếc nhau, đi theo bay vụt xuống dưới quỷ lại hét lớn hành lễ. Si hồng cái tên này bọn hắn phi thường lạ lắm, nhưng đã có thể làm cho thiên phượng đại đế quỷ xuống, có thể thuận miệng nói ra thiên phượng nhất tộc tổ hoàng phong tường danh tự, toàn bộ thế giới chỉ có một cái tồn tại. Cái kia chính là trong truyền thuyết yêu tộc người mạnh nhất, yêu tộc đời thứ nhất đại đế, vạn yêu chi tổ chương 1827, thiên yêu giới ta làm chủ. Yêu tộc đản sinh lịch sử không thể so với nhân tộc muộn, ngược lại si hồng đản sinh thời điểm, nhân tộc vô cùng yếu, căn bản không có cường giả. Si hồng không có tranh bá chi tâm, đều không có nhất thống yêu tộc. Bất quá tại mỗi lần yêu tộc gặp nạn thời điểm hắn đều sẽ xuất hiện, nhiều lần hủy diệt xâm phạm chi địch, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, bị yêu tộc phụng làm vạn yêu chi tổ. Si hồng tuổi thọ cực kỳ dài, không biết hắn tu luyện yêu thuật gì, thế mà theo hồng mông thời đại sống đến viễn cổ thời đại, lại sống đến thời đại hồng hoang. Thẳng đến cửu dương thiên đế sau khi xuất hiện hắn liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, sở dĩ cái này mấy ngàn năm đến nay yêu tộc cho là hắn về cõi tiên, lại không nghĩ rằng hôm nay xuất hiện lần nữa. Khó trách hắn tại ác ma thâm uyên bên trong chờ đợi mấy ngàn năm đều chưa từng xuất hiện, khó trách hắn không có nhất thống thiên yêu giới, hắn là chúng ta yêu tộc tổ hoàng, là trí cao vô thượng tồn tại, hắn chưa bao giờ tranh bá chi tâm, càng chướng mắt nho nhỏ thiên yêu giới đi phượng nghe trong đầu một chút hoang mang giải quyết dễ dàng bất quá càng nhiều hoang mang phù trong đầu của nàng bọn hắn yêu tộc tổ hoàng như thế nào cùng giang giật sen lẫn trong cùng một chỗ làm sao lại tại hỏa long kiếm bên trong giúp thế nào lấy giang giật đối phó yêu tộc thiên phượng đại đế cũng nghĩ không thông đôi mắt lấp lóe không ngừng nội tâm của hắn ngược lại là không còn có một tia chiến ý đây là yêu tộc tổ hoàng là tồn tại mạnh mẽ nhất là lực thần nhất tộc tộc hoàng đô không thể đối đầu tồn tại đoán trừng thanh đế cũng không phải đối thủ của hắn a à hắn làm sao dám đi khiêu khích hắn tôn nghiêm. Hô hô, Giang giật tại lúc này mở mắt, hỏa linh châu bên trong truyền đến một đạo năng lượng, kịp thời giúp hắn hóa giải trong đầu công kích linh hồn, bằng không hắn linh hồn không phải sụp đổ không thể. Hắn nhìn qua quỳ trên mặt đất thiên phượng quân chủ, nhìn qua hơn 10 người ngụy đế cấp cùng hơn 1.000 phong vương cấp, nhìn qua đầy khắp núi đồi đốt thành hải cốt yêu tộc, hắn hít vào mấy cái hơi lạnh. Này hỏa long vương ra sân cũng quá bá đạo A à, ngay cả mình yêu tộc hậu đại đều thiêu chết gần ngàn vạn Tiểu tử, đi lên Si hồng ánh mắt nhìn về phía giang giật nhếch miệng lạnh lùng kêu một tiếng Giang giật vội vàng hai chân chừng một cái Thân thể bắn lên giữa không chung Si hồng ánh mắt nhìn về phía thiên phượng đại đế lạnh giọng nói ra Cho người hai lựa chọn Đệ nhất, đi theo người tổ hoàng phong tường mà đi Đệ nhị thần phục tiểu tử này, nhận hắn làm chủ Ách, toàn trường chấn kinh ngạc si hồng lại để thiên phượng đại đế thần phục giang giật hơn nữa còn không phải bình thường trên ý nghĩa thần phục nói rõ muốn hắn trở thành giang giật linh thú hồn nô thiên phượng đại đế trên mặt xuất hiện một vòng vẻ giận dữ để hắn trở thành linh thú giang giật cũng xứng nếu như là cửu dương thiên đế loại kia cấp bậc cường giả hắn ngược lại là cam tâm tình nguyện trong mắt hắn giang giật liền là một cái tiểu thí hài dựa vào cái gì muốn hắn cúi đầu yêu tộc tứ đế một trong thiên phượng tộc một mực lại yêu tộc nhất chủng tộc mạnh mẽ một trong, bọn hắn trong khung đều là ngạo khí. Tựa như phượng nghe đồng giảng, nàng muốn không phải tự do mà là tôn nghiêm, không có tôn nghiêm 10 năm cùng 100 năm cả một đời cũng không có khác nhau. Hừ, si hồng hừ lạnh một tiếng nói, đi theo hắn, ngươi cảm thấy chịu ủy khuất hắn nhưng là cửu dương thiên đế truyền nhân, thiên đế chỉ định người nối nghiệp, đời sau thiên đế, ngươi cảm thấy không phục. Thiên đế truyền nhân, ngoại trừ thiên phượng đại đế cùng phượng nghe bên ngoài toàn trường động dung, thiên đế kia là vạn giới chi chủ, cái này nhân loại lại là thiên đế truyền nhân. Khó trách tuổi còn trẻ tiểu có thực lực như thế, còn có so phượng nghe càng đáng sợ trí tuệ mưu lược. Thiên phượng đại đế trần chờ, giang giật cái này thiên đế truyền nhân thân phận trong lòng hắn cũng không tính cái gì. Thiên đế thần binh giống như bị hắn thương, vậy hắn không phải liền là thiên đế truyền nhân sao thiên đế thần binh tại trong tay ai, người đó liền có thể nói là thiên đế truyền nhân, thân phận này cũng không có quá lớn chứng dùng. Tích đáp, tí tách, Thiên phượng đại đế trên trán giọt giọt mồ hôi rơi xuống, hắn nhục thân cường đại, vết thương trên trán đã sớm khép lại, giờ phút này nhỏ xuống chính là mồ hôi lạnh. Nội tâm của hắn thiên nhân giao chiến, giống như hôm nay không phải si hồng tại, để hắn thần phục đây tuyệt không có thể. Cho ngươi mười hơi thời gian cân nhắc, si hồng lạnh giọng nói, lập tức bổ sung một câu, thần phục hắn mười năm, mười năm về sau hắn trả lại ngươi tự do, giống như không thần phục, các ngươi thiên phượng nhất tộc hôi phi yên diệt. Diệt, 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 Si hồng hôi phi yên diệt bốn chữ lên giọng, chấn động đến tứ phương không gian đều sóng gió nổi lên, tại khắp nơi quanh quẩn không ngớt. Thiên phượng đại đế cùng phượng nghe sắc mặt đại biến, hai người không sợ chết, nhưng là si hồng nói diệt thiên phượng nhất tộc, hắn tuyệt đối sẽ nói được thì làm được. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, thiên phượng đại đế vẫn là không có quyết định, phượng nghe coi như trí tuệ thông thiên giờ phút này cũng thúc thủ vô sách, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt bất luận cái gì mưu kế quả nhiên đều là phù vân. Đợi bảy tám hơi thở thời gian, Si Hồng hơi không kiên nhẫn, hắn cuối cùng quát lạnh một tiếng, lựa chọn đi. Thiên Phượng Đại Đế đều uy mắt lấp lóe, cuối cùng cắn răng nói ra, đã tổ hoàng muốn Phượng tự thần phục, Phượng tự không dám ngỗ nghịch ý của ngài, nguyện vì nô 10 năm. Ông, Thiên Phượng Đại Đế mi tâm một viên kim sắc hạt giống bay ra, bắn thẳng đến Giang Giật mi tâm. Giang Giật hướng hỏa long nhìn lướt qua, an tâm tiếp nhận cái này mai hồn chủng nhanh chóng luyện hóa, thoáng cái tự cùng Thiên Phượng Đại Đế có tinh thần liên hệ. Tốt, si hồng to lớn đôi mắt nhìn lướt qua thiên phượng đại đế, lạnh giọng nói ra, để mặt khác hai cái cũng tới làm nô 10 năm, trong vòng 10 ngày không đến, bản tọa diệt bọn hắn nhất tộc. Si hồng nói xong, thân thể hóa thành lưu quang biến mất tại giang giật hỏa long kiếm bên trong. Giang giật thở ra một hơi thật dài, hết thảy đều tính thuận lợi, không có gì bất ngờ xảy ra sau 10 ngày hắn sẽ thành thiên yêu giới chi chủ. Phượng tự tham kiến chủ nhân, thiên phượng đại đế lần nữa hướng giang giật cong xuống, cúi xuống tôn quý đầu lâu, Phượng Nghê đi theo cong xuống, bất đắc dĩ thở dài, Phượng Nghê tham kiến chủ nhân. Đã ra ra hắn đều là giang giật nô lệ, các nàng thiên phượng nhất tộc tự nhiên đều trở thành giang giật nô bộc, làm hổ vương các loại chờ, một đám hiệu trung thiên phượng đại đế cường giả nhao nhao cong xuống, quát khẽ tham kiến chủ nhân. Đứng lên đi, giang giật nhàn nhạt phung tay lên, ánh mắt của hắn nhìn qua những cái kia quỷ cũng không phải, đứng cũng không được tây vực bắc vực cường giả khoát tay áo nói, các người đều trở về đi. Đem si hồng đại nhân truyền cho các người đại đế, trong vòng 10 ngày tiến đến Long Cốc, không tới, tự gánh lấy hậu quả. Rõ, hai vực cường giả như lâm đại xá, lập tức hoảng sợ bay khỏi, đem cái này kinh thiên tin tức truyền về cho hai vị đại đế, giang giật chờ dây lát, ngoắc nói toàn bộ theo ta đi Long Cốc. Hiu, một đám người trùng trùng điệp điệp nhắm hướng đông vực bay đi, giang giật không nói lời nào các nàng đều không dám nói chuyện, càng không có cường giả dám đánh lén. Thiên phượng đại đế là giang giật hồn nô, giang giật chết thiên phượng đại đế liền chết. Lại nói si hồng tại hỏa long kiếm bên trong, ai nếu dám động trong nháy mắt hội chết thảm tại chỗ. Giang giật không có người thắng đắc chí, một mực trầm mặc không nói, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, mọi người phi hành hơn một ngày thời gian, đã tới long cốc. Ông, Giang giật thiên hàn châu sáng lên, đem chứa ở bên trong bạo long vương bọn hắn toàn bộ phóng ra. Hai trăm vạn quân đội cùng bạo long vương bọn hắn ra thần thức quét qua phát hiện lại về tới long cốc, nhao nhao đại khái ngoài ý muốn mà chờ bọn hắn hướng giang giật quét tới lúc, lại thấy được thiên phượng quân chủ cùng Lam Hổ Vương bọn hắn, toàn bộ dọa mộng. Ha ha, giang giật nhìn qua bạo Long Vương ly hương nhi bọn hắn, cười nhạt một cái nói, đại gia đừng lo lắng, từ hôm nay trở đi, toàn bộ thiên yêu giới ta làm chủ, không còn có thế lực dám công kích các ngươi, đông vực vẫn là các ngươi. chương 1828, Minh Đế xuất thế. Lần này liên quân bên trong Tây vực cùng Bắc vực tới hơn 100 vạn bao lớn quân, Mặc dù đại quân đều bị hỏa long vương cho thiêu chết, nhưng còn sống sót hơn 100 phong vương cấp cùng mấy cái ngụy đế cấp. Giang giật để bọn hắn trở về truyền tin tức, bọn hắn vừa trở về toàn bộ Tây vực cùng Bắc vực vỡ tổ. Lam hổ vương mang theo ngàn vạn đại quân vốn muốn đem thanh linh bộ hạ cũ dương nhiệt toàn bộ chém giết, cái kia cửu đại nhân thế mà thần kỳ xuất hiện. Trước đó bị phong tỏa tin tức truyền ra, cửu đại nhân bị thiên phượng đại đế truy sát rơi vào ác ma thâm nguyên, lại không nghĩ rằng ác ma thâm nguyên cái kia kinh khủng tồn tại đi theo hắn ra, còn giúp hắn thu phục thiên phượng đại đế đồng thời mệnh lệnh thần nghe đại đế cùng hỏa hồ đại đế cũng tới làm nô không có một cái nào yêu tộc giám nhục mà ác ma thâm uyên cái này tồn tại hẳn là hắn là vạn yêu tri tổ là sở hữu yêu tộc tổ hoàng kia là yêu tộc thủ hộ thần trí cao vô thượng tồn tại giang giật là nhân tộc thân phận cũng bị truyền đến thiên đế truyền nhân tin tức càng là truyền khắp mỗi cái yêu tộc trong tai nhưng này lại như thế nào nhân tộc liền là nhân tộc yêu tộc liền là yêu tộc giống như giang giật là cửu dương thiên đế hoặc là trở thành chân chính thiên đế kia thần phục không có vấn đề mấu chốt không phải sở hữu yêu tộc đều không nghĩ ra không nghĩ ra vì sao bọn hắn tổ hoàng muốn giúp giang giật nhưng không có yêu tộc dám chất vấn dám nhục mạ si hồng dù sao hắn uy danh cùng địa vị là trí cao vô thượng hai vực ức vạn vạn yêu tộc ánh mắt đều nhìn về phía thần nghe sơn hỏa hồ sơn chờ đợi hai vị đại đế quyết đoán hai vị đại đế cũng nhức đầu hỏa hồ đại đế trước tiên bay ra hỏa hồ sơn đi tìm thần nghe đại đế thương nghị đối sách giống như si hồng để bọn hắn thần phục, vậy không có nửa điểm vấn đề, mấu chốt giang giật là nhân tộc một cái tiểu thí hài, một cái liền phong đế cấp đều không có đạt tới tiểu thí hài. Người suy nghĩ một chút, nếu để cho hai cái thiên thần đi thần phục nhân gian một phàm nhân, ai trong lòng hội dễ chịu cái này còn không phải phổ thông thần phục, mà là trở thành linh thú hồn nô, nhất ti tiện tồn tại. Sau năm ngày, hai vị đại đế theo thần nghe sơn bay ra bắn thẳng đến Long Cốc mà đến, hao tốn thời gian một ngày đã tới Long Cốc phía trên. Long cốc trong cũng không náo nhiệt, Bạo Long Vương để sở hữu quân đội đều ra Long cốc, đây là giang giật mệnh lệnh. Hắn liệu định hai vị đại đế hội thần phục, sở dĩ cho hai vị đại đế một điểm mặt mũi. Hắn ngồi ở trong đại điện, bên trái đứng đấy Thiên Phượng Đại Đế, bên phải đứng đấy Phượng nghê Ly Hương Nhi, hai bên Bạo Long Vương Thiên Bằng Vương Hạn Bạt Vương Câu Trần Vương các loại chờ trầm mặc đứng thẳng, phong vương cấp cường giả ngược lại là một cái không có. Hưu, hai vị đại đế theo Long cốc phía trên bay vụt mà xuống không có bất kỳ cái gì quân đội ngăn cản hai người trực tiếp tiến vào đại điện bên trong sau khi đi vào hai vị đại đế không có xem giang giật mà là ánh mắt đều nhìn về phía thiên phượng đại đế ai nhìn thấy thiên phượng đại đế trong mắt đắng chát hai vị đại đế khe khẽ thở dài đồng thời một gối quỳ xuống nhìn qua giang giật quát khẽ nói hỏa hồ tộc hoàng liệt kia thần nghe tộc hoàng bùn bá tham kiến đại nhân ứng tổ hoàng chi mệnh đến đây quy hàng giang giật ngồi tại bảo tọa bên trên mặt không thay đổi gật đầu nói, các ngươi cùng phượng tự đồng dạng, chỉ cần thần phục 10 năm, 10 năm về sau ta trả lại các ngươi tự do. Si hồng để thiên phượng đại đế thần phục giang giật 10 năm, nhưng thật ra là có nguyên nhân, giang giật cũng biết hắn ý tứ. Giống như 10 năm về sau giang giật không cách nào đột phá phong đế cấp, si hồng sẽ mang lấy hỏa long kiếm rời đi, si hồng đương nhiên sẽ không giúp giang giật, càng không khả năng để hắn tiếp tục tại yêu tộc xương vương xương bá. Giang giật rất hiểu chuyện, để hỏa hồ đại đế cùng thần nghe đại đế thần phục hắn 10 năm. Giống như 10 năm sau hắn đột phá phong đế cấp, tự nhiên có thể tiếp tục trở thành thiên yêu giới chi chủ. Giống như không cách nào đột phá, cô phụ hỏa long cùng thiên đế kỳ vọng, chính hắn đều không mặt mũi tại thiên yêu giới ở lại. Ông, hai cái kim sắc hồn trùng bay ra, giang giật thần thức nước nhìn mấy lần xác định không có vấn đề sau tiếp thu. Luyện hóa hai cái hồn trùng về sau, nội tâm của hắn triệt để đại định, ba vị đại đế trở thành nô bộc của hắn, hắn liền là danh chính ngôn thuận thiên yêu giới chi chủ. Tốt, tất cả đi xuống đi, thiên yêu giới hết thảy không thay đổi. Các ngươi riêng phần mình truyền lệnh xuống, không nổi bất luận cái gì tranh chấp, bất kỳ cái gì chiến sự. Giang giật trầm ngâm một phen khoát tay áo, để toàn bộ dưới người đi, ly hương nhi đều không có để lại. Một mình hắn ngồi tại trống rỗng đại điện bên trong, nhắm mắt trầm tư. Thiên yêu giới sự tình xem như đã qua một đoạn thời gian, hắn tâm như ngựa hoang lao nhanh, nội tâm trôi hướng xa xôi địa giới, trôi hướng thiên tinh giới. Trở về, có ba cái yêu tộc đại đế, còn có si hồng giang giật lực lượng tăng nhiều. Si hồng mặc dù chỉ có thể ra tay giúp hắn ba lần, dùng một lần, còn thừa lại hai lần, giống như hắn để si hồng cùng ba vị yêu tộc đại đế liên thủ, có hay không có thể đem thanh đế tiêu diệt. Nghĩ tới đây, giang giật nội tâm khuấy động không thôi, bất quá sau một khắc trong đầu của hắn vang lên một cái truyền âm, trong nháy mắt đem hắn hy vọng cho tan vỡ, tiểu tử, đừng nghĩ quá ngây thơ, thanh đế tại mấy ngàn năm trước chiến lực độ phi thường cường đại. Tuyệt đối là vô danh phía dưới đệ nhất nhân, giống như bản tỏa có năm đó chiến lực có lẽ có thể giúp người trấn áp hắn, coi như liên hợp bọn hắn người ba cái phế vật, cũng không phải thanh đế chi địch. Mạnh mẽ như vậy, sang giật nội tâm run lên, hắn năm đó bị thanh đế cách mấy ngàn vạn dặm đập một trường không chết, coi là thanh đế thực lực không ra thế nào tích, không nghĩ tới còn đánh giá thấp hắn. Không thể trở về đi chẳng lẽ chỉ có thể ở cái này tu luyện mười năm trăm năm, Giang giật nội tâm trầm xuống, chờ mười năm trăm năm ra ngoài, ai biết y thiền doãn nhược băng tô như thuyết y phiêu phiêu các nàng còn sống không giống như thân nhân của hắn toàn bộ tiếp vào đây, để hắn tại cái này tu luyện ngàn năm hắn cũng sẽ không nói cái gì, giờ phút này lại là có chút không ngồi yên cảm giác. Người muốn đi ra ngoài, si hồng tựa hồ có thể khám phá giang giật tâm tư, hắn trầm ngâm một lát truyền âm nói, người muốn đi ra ngoài bản tọa ngược lại là có biện pháp. Ân, người cũng hoàn toàn chính xác cần đi ra ngoài một chuyến, đi tìm còn lại ba cái tàn kiện. Chỉ cần đem sở hữu tàn kiện tìm tới, lại đột phá phong đế cấp, đối đầu thanh đế chỉ ít có thể bảo chứng ngươi không chết. Thật, Giang giật đôi mắt sáng lên, liền muốn bái tạ, hắn nghĩ lại nói kia cái gì đại nhân, ngươi truyền ta công pháp, có tính không giúp ta một lần a? À? Tiểu hoạt đầu, không tính. Si hồng chỗ nào không biết Giang giật suy nghĩ gì lạnh giọng truyền âm tới nói, ngươi mau chóng cảm mộ ra ngoài đi, còn lại ba cái tàn kiện bản tỏa có thể đại khái cảm ứng được phương vị cụ thể ở đâu lại cần ngươi đi tìm ngươi được nhanh ta tìm toàn bộ tàn kiện bản tỏa có dự cảm minh đế sắp xuất thế một khi hắn lần nữa xuất thế cái thứ nhất muốn giết liền là ngươi minh đế giang giật đôi mắt lạnh lẽo hắn là thiên đế truyền nhân trong tay có thiên đế thần binh sự tình đoán chừng tại thiên hồng giới siêu cấp trong gia tộc đã sớm truyền đến giống như minh đế thật xuất thế khẳng định cũng có thể thăm dò được đến lúc đó tuyệt đối sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế xử lý hắn, cướp đoạt thiên đế thần binh. Ông, hỏa linh châu bên trong quang mang sáng lên, tiếp lấy một cỗ không hiểu tin tức phù giang giật trong đầu. Hắn tinh tế cắt tỉa một lần lại đầy mắt chấn kinh ngạc, bởi vì si tới công pháp lại là linh huyễn thuật. Không đúng, hắn lần nữa cắt tỉa một lần, phát hiện cái này linh huyễn thuật so thanh linh truyền cho hắn cao thâm phức tạp gấp trăm lần. Si hồng truyền lời tới cũng xác nhận điểm này, đây mới thật sự là linh nguyễn thuật, đây là bản tọa năm đó tự sáng tạo. Ngươi học cái kia chỉ là bản tọa truyền cho yêu tộc phiên bản đơn giản hóa, cái này chân chính linh huyễn thuật học được về sau, trừ phi ngươi cùng thanh đế bọn hắn đối mặt, nếu không căn bản không ai có thể nhận ra ngươi. Tốt, Giang giật hét lớn một tiếng thình lình đứng dậy, đầy mắt nóng rực nhìn qua phía ngoài nói, thiên giới, ta Giang giật lại phải về đến rồi. chương 1829, Đạo, Giang giật cũng không có lập tức ra ngoài, mà là tại thiên yêu giới chờ đợi một tháng. Một là tu luyện linh huyễn thuật, đồng thời tiếp tục tham mộ thoáng cái lôi điện áo nghĩa cùng vô danh thần công tầng thứ sáu mặt khác tự nhiên là các loại chờ thiên yêu giới thế cục triệt để ổn định lại tây vực nam vực bắc vực giang giật cũng không có đi nhúng tay nội vụ bọn hắn đại đế đều là chính mình hồn nô linh thú địa bàn tự nhiên cũng là hắn đi nhúng tay không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đông vực cho thanh linh bộ hạ cũ bạo long vương làm đông vực vương, địa bàn toàn bộ bị các tộc chia cắt thần ly tộc chưa có trở về thần ly sơn mà là tại long cốc phụ cận phân chia mười mấy khối sơn lĩnh Đông vực địa bàn rất lớn, lần hạo kiếp này để đông vực rất nhiều chủng tộc đều diệt tuyệt, để chống rất nhiều địa bàn, đầy đủ điểm. Đông vực nguyên khí đại thương, quân đội chỉ còn lại không tới 200 vạn, cường giả tử thương vô số, các tộc con dân lần này hạo kiếp bên trong chết đi hơn phân nửa, không có mấy chục trên trăm năm mơ tưởng khôi phục nguyên khí. Cũng may thiên yêu giới bị giang giật nhất thống, chỉ cần giang giật không chết, đông vực tựu rất an toàn, toàn bộ thiên yêu giới cũng sẽ không có bất kỳ náo động. Chân chính linh nguyễn thuật, Giang giật tìm hiểu 5 ngày mới lĩnh hội thành công. Si Hồng không có lửa hắn, cái này linh huyễn thuật biến ảo về sau coi như bạo Long Vương đều không thể xem thấu thân phận của hắn. Đương nhiên giống như cùng thiên phượng đại đế đối mặt, bị hắn thần thức khóa chặt về sau, vẫn có thể nhẹ nhõm khám phá. Thiên giới có mấy cái đại đế bốn cái, những này đại đế không có việc gì hội chạy loạn sao hiển nhiên sẽ không. Sở dĩ cái này linh huyễn thuật cơ hồ là vô địch, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, giang giật là không thể nào cùng đại đế chạm mặt thân phận liền sẽ không bại lộ lôi điện áo nghĩa thì tương đối khó giang giật càng là thôi diễn phát hiện càng phức tạp cái này áo nghĩa hoàn toàn chính xác có chút vấn đề hắn trước kia tham mộ thiên tuyển vận luật lúc chỉ ít có thể suy tính ra cần bao lâu thời gian có thể cảm mộ đến đại thành cái này áo nghĩa lại cảm giác xa xa khó vời càng là như thế giang giật càng là hưng phấn cái này lôi điện áo nghĩa xúc động thiên địa đã dẫn phát dị tưởng liền si hồng xem không hiểu Giang giật phi thường chờ mong cái này áo nghĩa đại thành về sau, lại có cỡ nào kinh thiên uy lực. Vô danh thần công đệ lục trọng không có gì nói, cái này nhất trọng tâm pháp đồng dạng vẫn là để thiên lực tốc độ tu luyện tăng tốc, cũng không có còn lại năng lực. Đây đối với giang giật có lẽ không có gì, giống như bị ngoại giới biết rõ, khẳng định hội một mảnh xôn xao, bởi vì thiên lực đến đằng sau tu luyện càng ngày càng khó. Đi đạo thiên bí cảnh, hồng mông bí cảnh người người đều có thể tăng tốc, vấn đề là có thể tu luyện tới phong vương cấp cường giả, ai không thể đi vào những này bí cảnh. Sở dĩ người người tốc độ tu luyện là bình đẳng, giang giật công pháp có tăng tốc năng lực, kia tính gộp lại gấp bội xuống tới, tốc độ tu luyện chính là phi thường khủng bố. Thiên lực tu luyện, giang giật cũng không coi trọng, hắn càng để ý là trong vòng 10 năm như thế nào đột phá phong đế cấp. Cùng thiên phượng đại đế trao đổi một phen, giang giật biết được đột phá phong đế cấp điều kiện. Điều kiện này nhìn rất đơn giản, cùng đột phá thiên thần không sai biệt lắm, trên thực tế phi thường khó khăn đệ nhất tự nhiên là thiên lực tu luyện để thiên lực triệt để duệ biến thần hạch dị biến thành thần phủ đây là cơ bản nhất cái này chỉ cần không ngừng tiến vào các đại bí cảnh đi tu luyện vấn đề cũng không đại giang giật tu luyện thiên lực tốc độ quá nhanh thứ hai là linh hồn tu luyện linh hồn đồng dạng cần phải tiến hóa thần hồn dị biến thành thần hồn kim đan cái này kỳ thật vấn đề cũng không lớn chỉ cần không ngừng tìm kiếm thiên địa linh dược tự nhiên là có thể tăng lên điểm thứ ba cảm ngộ bản nguyên áo nghĩa Cần cảm ngộ 7 cái, đồng thời muốn đem 7 cái bản nguyên áo nghĩa dung hợp lại cùng nhau. Bản nguyên áo nghĩa phi thường khó khăn cảm ngộ, chứ nói chi là cảm ngộ 7 cái, 7 cái còn muốn dung hợp lại cùng nhau. Điểm này là khó khăn nhất khó khăn nhất, thời gian 10 năm nói trưởng rất dài, giang giật theo suất sinh đến, cũng vẻn vẹn qua không đến 2 năm. Nhưng giống như dùng người của thiên giới thọ nguyên mà tính thật rất ngắn, đối với rất nhiều thiên tài tới nói thời gian 10 năm có thể cảm ngộ mộ một loại bản nguyên áo nghĩa tự phi thường khó được. Giang giật lại cần cảm mộ sáu loại, còn muốn nghĩ biện pháp dung hợp. Muốn đột phá phong đế cấp, còn cần một điểm, cái kia chính là cảm ngộ đạo. Cái này đạo là cái gì đạo, thiên phượng đại đế nói không ra, bởi vì không cách nào dùng ngôn ngữ giải thích. Hắn chỉ nói các loại chờ phía trước ba điểm đạt tới yêu cầu về sau, liền có thể đi truy tầm cái này nói. Đạo này ngươi có thể cảm ngộ liền sẽ cảm ngộ, ngươi như cảm ngộ không được, đời này chỉ có thể dừng bước ngụy đế cấp. Làm hổ vương chính là như vậy, còn có năm đó lão bạo long vương đều là như thế. Trước mặt bọn họ ba điểm đều đạt đến, chỉ còn lại một điểm cuối cùng, không có cảm ngộ nói. Lão bạo long vương cho đến chết đều không thể đột phá, Lam Hổ vương cũng giống như thế. Đao nô hẳn là cũng cùng loại lão bạo long vương cùng Lam Hổ vương dạng này, chỉ nửa bước bước vào phong đế cấp, nhưng Thủy trung không cách nào cảm ngộ cái kia cái gọi là đạo. Thế giới này phong đế cấp ít như vậy, cùng điểm này hẳn là có rất lớn quan hệ. Những vật này rời đi giang giật còn rất xa xôi, hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Một tháng đủ rồi, đông vực thế cục ổn định, giang giật cũng không ngồi yên nữa, quyết định rời đi. Hắn không có đem ba vị yêu tộc đều mang đi ra ngoài, si hồng truyền âm để hắn khác đừng chiêu giao, dung dịch dẫn lên thanh đế chú ý. Thanh đế chiến lược quá kinh khủng, gần với năm đó cửu dương thiên đế phía dưới, coi như ba cái đại đế toàn bộ mang đi ra ngoài tăng thêm si hồng đều không phải là đối thủ của hắn đã như vậy mang nhiều như vậy đại đế ra ngoài làm gì? Ba cái yêu tộc đại đế một khi ra phía ngoài, tuyệt đối sẽ lập tức gây nên thanh đế chú ý. Sở dĩ giang giật suy nghĩ một chút, quyết định chỉ đem lấy thiên phượng đại đế ra ngoài, mặt khác còn mang một cái tay chân, câu trần vương. Nhiều khi có thể không bại lộ thiên phượng quân chủ, giang giật tuyệt sẽ không bại lộ, có thể để câu trần vương đi xử lý. Dù sao yêu tộc đại đế tại ngoại giới xem ra đã toàn bộ chết trận, đột nhiên xuất hiện một cái rất dễ thấy. Lý Hương Nhi khóc đến cùng nước mắt người đồng dạng, mặc dù không có mở miệng cầu khẩn, nhưng rõ ràng là muốn cùng Giang Giật ra ngoài. Lý Hương Nhi thực lực quá yếu, mang theo nàng ngoại trừ song tu làm ấm giường bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lần này ra ngoài rất nguy hiểm, Giang Giật chỉ có thể làm làm không có trông thấy, nàng cặp kia hai mắt đẫm lệ vuốt ve con mắt cùng vẻ mặt đáng thương. Chủ nhân, Phượng Nghê muốn theo người cùng đi ra. Phượng Nghê đột nhiên tìm tới Giang Giật, đưa ra muốn cùng đi ra. Giang giật lông mày nhíu lại trầm ngâm một lát nói ra cho ta cái lý do. Phượng Nghê cười nhạt một cái nói, ta đi phía ngoài thời điểm, khắp thế giới dạo qua một vòng, bảy cái tiểu thiên thế giới đều đi qua, còn đi qua một chút vạn tượng tiểu giới, cùng rất nhiều di tích bí cảnh. Nếu ta đoán không lầm, chủ nhân người thanh kiếm kia hẳn là còn không được đầy đủ A năm đó thiên đế thần binh chia ra làm thất, người hẳn là chỉ là tìm được bộ phận tàn kiệt, mang theo Phượng Nghê ta có thể giúp người dẫn đường, tìm kiếm thần binh tàn kiệt. Giang giật nghĩ nghĩ đồng ý phượng nghe thỉnh cầu, si hồng để hắn đi tìm thần binh tàn kiệt, thanh kiếm này huy lực phi thường lớn, có thể tìm thêm đến một cái tàn kiệt, chiến lực của hắn liền có thể tăng lên một phần. Có phượng nghe cái này dẫn đường cũng là không tệ, mà lại phượng nghe trí tuệ thông thiên, mang theo nàng trên đường đi cũng có thể bày mưu tính kế. Hết thầy chuẩn bị hoàn tất, Giang giật xua tan ly hương nhi bảo long vương bọn hắn, để thần nghe đại đế hỏa hồ đại đế bảo trì thiên yêu giới ổn định mang theo thiên phượng đại đế cùng phượng nghe câu trần vương hướng hang không đáy bay đi. Hang không đáy là thông hướng ngoại giới cửa ra duy nhất, đương nhiên cũng không phải là nhảy đi xuống liền có thể đến ngoại giới. Cần ở bên trong chuyển rất nhiều giới, còn cần phá ba vị đại đế bố trí cấm chế, rất là phiền phức. Bất quá, có thiên phượng đại đế tại hết thảy đều không phải là vấn đề. chương 1830, Lão Bằng hữu thiên giới gần nhất không tính bình yên, minh giới chẳng biết tại sao tăng lớn công kích lực độ, liên tiếp công kích thiên hồng giới ngoại nhân tộc khống chế mấy vạn cái đại bí cảnh. Minh giới triệu tập đại quân không nhiều, nhưng công kích một mực không có ngừng qua. Sở dĩ để thiên giới các đại lão đều khẩn trương lên, các đại gia tộc không ngừng triệu tập quân đội cường giả lập đi lập lại cướp đoạt các đại bí cảnh, chiến hỏa liên thiên. Thiên hồng giới có cái truyền ngôn âm thầm lưu truyền, để thiên giới con dân càng thêm lo lắng nghe nói minh đế sắp xuất thế, sở dĩ minh giới bắt đầu luyện binh. Không ngừng triệu tập đám bộ đội nhỏ bốn phía khai chiến, để minh giới quân đội tăng lên chiến lực, để quân đội yên lặng tại chiến tranh trong không khí, chờ minh đế xuất thế minh giới liền có thể quy mô tiến công triệt để hủy diệt nhân tộc. Minh đế, đây là một cái ép tới sở hữu nhân tộc đều không thở nổi danh tự, năm đó cửu dương thiên đế tự chết tại minh đế trong tay. Nhân tộc cường thịnh nhất thời điểm đại đế có mười mấy cái, bên ngoài lại chỉ còn lại bốn cái. Khi đó yêu tộc cũng có hơn hai mươi cái đại đế, bên ngoài chỉ còn lại thanh linh, những này đại đế gần như đều chết tại minh đế trong tay. Minh Đế tu luyện một loại phi thường nghịch thiên công pháp, bất tử thần công. Nhiều lần hắn bị rất nhiều đại đế liên thủ chém giết, nhưng thần hồn lại nhiều lần đều có thể đào tẩu. Không được bao lâu liền có thể chuyển thế trọng tu sống tới, mà lại chiến lược một điểm không giảm năm đó, thậm chí có thể mạnh hơn. Không sợ địch nhân mạnh, liền sợ địch nhân giết không chết. Minh Đế bất tử thần công để rất nhiều nhân tộc tuyệt vọng, bởi vì nhân tộc đối mặt chính là một cái vĩnh viễn không cách nào chiến thắng địch nhân. Người cũng giết không chết hắn, hắn có thể không ngừng phục sinh trọng tu, lần lượt chém giết nhân tộc đỉnh cấp cường giả, một chút xíu từng bước xâm chiếm nhân tộc lãnh thổ cùng cương vực. Còn có minh tộc minh tướng thì binh, gần như cũng là vô cùng vô tận. Sinh lão bệnh tử là thiên địa pháp tắc, đừng nói phàm nhân, coi như thiên thần, ngụy đế cấp, phong đế cấp cũng có thọ nguyên hao hết kia một ngày. Mỗi thời mỗi khác đều có vô số nhân tộc, yêu thú chết đi, minh tộc vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có. Có thể lợi dụng các loại minh thuật lặng lẽ đem những này thi thể, tàn hồn lấy đi, luyện chế thành thi binh minh tướng, liên tục không ngừng đưa đi minh giới. Còn có rất nhiều tiểu giới mặt, tỉ như thiên tinh giới loại kia, bị minh giới lặng yên khống chế. Bên trong sinh linh bị minh giới quyển dưỡng, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ thu hoạch một nhóm sinh linh, để bọn hắn nội chiến chết đi, để bọn hắn liên tục không ngừng cống hiến thi thể, tàn hồn. Minh giới giờ phút này còn khống chế thiên giới cửu cái đại giới mặt, nhiều như vậy giới diện mỗi thời mỗi khác đều có thể dựng dục ra vô tận minh tộc, những này minh tộc lẫn nhau thôn vệ không ngừng tiến hóa, minh tộc cường giả cũng không ngừng đang sinh ra bên trong. Sở dĩ đừng nhìn thiên hồng giới ca múa mừng cảnh Thái Bình, trên thực tế rất nhiều nhân tộc đã tuyệt vọng. Duy nhất hy vọng liền chờ thanh đế đột phá, chờ hắn đạt tới năm đó cửu dương thiên đế chiến lực, dạng này liền có thể lực áp minh đế, chấn áp minh tộc. Chỉ là, ước vạn năm đến, cửu dương thiên đế cũng chỉ có một cái. Hưu, thiên hồng giới mặt phía bắc hư không bên trong, một bóng người bay thật nhanh, trên người hắn mặc một bộ phổ thông chiến giáp, dáng người không cao lớn lắm, khuôn mặt cũng không lạ thường, khí tức trên thân không tính mạnh mẽ chỉ có phong hào thần đế cấp bậc. Bốn phía đen kịt một màu, không có một chút sáng ngời, tên này võ giả tựa như một cái cô độc kẻ lưu lạc, một người trong hư không đi đường. Trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động, không bằng hắn đôi mắt chỗ sâu vẻ hưng phấn làm thế nào đều ẩn tàng không ở. Người này chính là từ thiên yêu giới ra gia giang giật thiên phượng đại đế phượng nghe câu trần vương bị hắn ném vào thiên hàn châu bên trong hắn thả ra linh nguyễn thuật biến ảo bộ dáng trong hư không phi hành chỉ lên trời hồng giới bay đi hang không đáy truyền tống ra địa phương cũng không tại độc ma tử địa phụ cận khoảng cách bên kia có vài ức bên trong phượng nghe nói cho giang giật phương hướng còn đưa hắn một bức địa đồ phía trước liền là lâm hải bí cảnh đi bay mấy canh giờ giang giật nhìn thấy phía trước có một chút sáng ngời đối chiếu bản đồ một cái tốc độ thả chậm một chút những này bí cảnh phụ cận thường thường có quân đội đóng quân, một mình hắn không hiểu thấu ra hư không bên trong rất dễ dàng bị quân đội hoài nghi. Không bằng hắn nhưng lại không thể không hướng bí cảnh bay đi, bởi vì hắn nhất định phải nghĩ biện pháp lẫn vào trong đại quân, dạng này mới có thể trở về đến thiên hồng giới. Trực tiếp từ bên ngoài tiến vào thiên hồng giới cơ hồ là không thể nào, bởi vì giới diện bên ngoài tuần bên cạnh dùng nhiều đến dọa người, giới diện bên ngoài hồng mông cương khí cũng phi thường nồng hậu dày đặc, muốn tiến vào thật quá khó khăn. Giang giật kỳ thật có thể để thiên phượng đại đế mang theo trực tiếp đâm xuyên đi vào, nhưng này dạng thiên phượng đại đế phi thường dễ dàng bại lộ. Không tao ngộ nguy hiểm giang giật tuyệt đối sẽ không vận dụng thiên phượng đại đế, sở dĩ hắn quyết định trà trộn vào trong đại quân, truyền tống về thiên hồng giới. Hưu, rất nhanh hắn tự đã tới lâm hải bí cảnh phụ cận, hắn thần thức lặng yên dò xét, chân mày cao lại. Cái này bí cảnh bên ngoài rõ ràng đều là hỗn độn thần chu, theo khí tức bên trên cảm ứng, giờ phút này bí cảnh bên ngoài ít nhất có mấy chục vạn đại quân. Làm sao nhiều như vậy quân đội? Giang giật không biết gần nhất minh giới liên tiếp tiến công, các đại bí cảnh đều tăng binh. Nhiều như vậy quân đội trận địa sẵn sàng đón quân địch hắn cũng không dám ngang nhiên xông qua, chỉ có thể xa xa ở trong hư không phóng thích tiềm ẩn thuật ẩn núp đi. Xuy suy ô ô, sau nửa canh giờ, nơi xa đột nhiên bay tới một trận âm phong, một cỗ tà ác băng lãnh khí thức theo tây bắc biên chuyển đến, để giang giật toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Minh tộc nhiều như vậy minh tộc thật chẳng lẽ cho si hồng đại nhân nói chúng, minh đế sắp xuất thế minh giới chuẩn bị hủy diệt nhân tộc. Loại khí thức này giang giật quá quen thuộc bất quá, hắn thần thức tùy ý quét qua liền có thể phát hiện phía tây ít nhất bay tới mấy chục vạn minh giới đại quân. Cơ hội tốt, giang giật đôi mắt đột nhiên sáng lên, minh tộc cùng nhân tộc rõ ràng tại tranh đoạt lâm hải bí cảnh, đại chiến lập tức sẽ bộc phát, hắn có thể nhẹ nhóm tìm cơ hội lẫn vào trong đại quân. Hắn lập tức hướng nơi xa tiềm hành mà đi, chờ đợi đại chiến bộc phát hiu 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 hỗn độn thần chu bên trên quang mang sáng rõ từng đội từng đội chỉnh tề quân đội bắn ra hướng minh tộc đại quân phóng đi đầy trời lưu quang bay vụt đại chiến trong nháy mắt bạo phát đi các loại chờ đại chiến bắt đầu về sau giang giật lạng yên hướng chiến trường phụ cận tiềm hành mà đi hắn tiềm ẩn thuật phi thường cường đại coi như phổ thông phong vương cấp đều nhìn không thấu hắn trừ phi ngụy đế cấp linh huyễn thuật càng là liền ngụy đế cấp đều nhìn không thấu cái này mấy chục vạn đại quân có khả năng có ngụy đế cấp dẫn đội nhưng nhiều nhất chỉ có một cái ngụy đế cấp cường giả khẳng định hội chú ý minh giới cường giả có thể đã cùng đối phương cường giả khai chiến hắn cẩn thận chút hẳn là sẽ không bị phát hiện hành tung quả nhiên tại giang giật tới gần chiến trường mấy trăm dặm về sau hắn phát hiện chiến trường rất loạn song phương đều không có quân trận có thể nói chém giết ở cùng nhau chiến đấu phi thường thảm liệt chân củ tay đức tiên huyết phiêu đầy hư không a à. Giang Giật Thần thức rất nhanh phát hiện cùng cao cấp Minh tướng ngay tại khai chiến mấy cái nhân tộc cường giả. Hắn ngoài ý muốn phát hiện một cái lão bằng hữu Kha Lộng ảnh làm sao tại cái này cô nàng này? Thế mà đột phá ngụy đế cấp làm sao có thể? Giang Giật con người có chút co rụt lại. Kha Lộng ảnh mới bao nhiêu lớn a? À? Làm sao có thể đột phá nhanh như vậy? Phải biết đao ra mới ba cái ngụy đế cấp a. À? Kha Lộng ảnh bực này nhiên kỳ lại đột phá, chẳng lẽ là lân hậu cường ép giúp nàng đột phá? Mặc kệ, trước lẫn vào đại quân, chiến trường hỗn loạn tương bừng quân đội mặc màu trắng màu đen màu lam thống nhất chiến giáp, đây cũng là lân hậu quân cùng phụ thuộc lân hậu các đại gia tộc quân đội, loại này quân đội tốt nhất ẩn núp tiến vào. Giang giật không dám lẫn vào lân hậu quân, mặc dù không sợ kha lộng ảnh khám phá thân phận của hắn, nhưng vẫn là cẩn thận chút tốt. Hắn khóa chặt một cái vừa mới đập bay bị giết thần đế, nhanh chóng bay qua trong nháy mắt đem thi thể thu vào, sau đó biến thành người này bộ dáng. Hiển lộ ra thân thể sách theo một cái trung phẩm thần khí trùng sát đi lên, gia nhập cùng minh tộc đại chiến bên trong chương 1831, nữ tử thần bí. Bốn phía chiến trường hỗn loạn tương bừng, khắp nơi đều là minh giới sinh vật cùng nhân tộc võ giả. Ngoại trừ mấy cái kia thống soái bên ngoài, còn lại quân sĩ căn bản không có người để ý. Giang giật động tác rất nhanh, sở dĩ căn bản không có người phát hiện hắn, cũng không có người để ý hắn. Hắn cải trang thành một người quân sĩ tiến lên cùng một cái mình yêu chém giết, chém giết một trận, xác định không có thần thức khóa chặt chính mình về sau, triệt để yên tâm lại hắn không dám biểu hiện quá mạnh chiến lực, cùng cái kia minh yêu đánh cho quên cả trời đất, hao tốn sức chín châu hai hổ, còn bị đánh bay ra ngoài mấy lần, mới đem cái này minh yêu đánh giết. Hắn quét bốn phía một chút, phát hiện nhân tộc bên này mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng tử thương rất thảm trọng. Minh giới đại quân số lượng lớn hơn nhân tộc bên này, mà lại bên kia có hơn 10 cao cấp minh tướng, giống như không phải kha lộng ảnh một người cuốn lấy 4 năm cái cao cấp minh tướng, sợ là bên này thượng phong đều rất khó chiếm cứ. Kha Lộng ảnh rõ ràng vừa mới đột phá ngụy đế cấp chiến lực cũng không tính quá mạnh, cùng năm cái cao cấp minh tướng đối chiến có chút miễn cưỡng. Cũng may trên người nàng có một kiện phi thường cường đại chiến giáp, cùng một cái lợi hại bảo cung, lực phòng ngự cùng lực công kích xem như không tệ. Mỗi lần bắn ra một tiếng đều có thể đem một cái cao cấp minh tướng cho kích thương đập bay. Kha Lộng ảnh nữ tử này Giang Giật rất có hảo cảm cùng thưởng thức, đây là một cái chân chính có đại nghĩa bác ái kỳ nữ, đã từng còn đã cứu hắn một mạng bất quá giang giật cũng không tính ra tay giúp nàng coi như nhìn thấy lân hậu quân từng mảnh từng mảnh chết đi cho dù có một vài quân sĩ bị ma hóa cuối cùng chết tại người một nhà trong tay giang giật đều bất động như núi cũng không phải là giang giật tâm ngoan là hắn không thể bại lộ thân phận một khi bại lộ thân phận hắn đem lần nữa bị thanh đế truy sát sở dĩ hắn chỉ có thể hung ác quyết tâm xem như không nhìn thấy tiếp tục tìm từng cái tiểu minh yêu đối chiến giang giật cảnh giới không có kha lộng ảnh cao nhưng hắn như thật toàn lực xuất thủ đều không cần xuất động câu Trần Vương Thiên Phượng đại đế, bằng hắn một người liền có thể hủy diệt toàn bộ Minh giới đại quân, hắn chứ tiểu chuyện ký tự thế nhưng là Minh giới đại quân khắc tinh a. Chiến đấu kéo dài dòng dã hơn 10 canh giờ, cuối cùng dùng nhân tộc đại quân thắng thảm kết thúc. Bên này quân sĩ ít nhất chết đi hơn phân nửa, Phong vương cấp cường giả bị diệt sát năm cái, Kha Lộng Ảnh còn bị thương. Giang giật trơ mắt nhìn xem Kha Lộng Ảnh bị một cái hài cốt cự nhân nện đến tiên huyết cuồng phún, quả thực là nhịn xuống không có xuất thủ. Minh giới đại quân lui đi, Kha Lộng Ảnh để đại quân quét dọn chiến trường, chính mình bay trở về hỗn độn thần chu bên trong chữa thương. Thần thức tại Giang Giật trên thân đảo qua một lần, nhưng không có bất kỳ cái gì phát giác. Giang Giật tiềm ẩn thuật ngụy đế cấp có thể xem thấu, nhưng linh nguyễn thuật liền bạo Long Vương đều nhìn không thấu, Kha Lộng Ảnh làm sao có thể xem thấu đâu. Giang Giật đi theo một người thống lĩnh quét dọn một phen chiến trường, đem những cái kia chiến tử quân sĩ thi thể thu sạch tập, sau đó bị từng cái thống lĩnh thu vào, mang về an táng lại đem minh yêu thi thể tập trung lại thiêu hủy, lúc này mới bay trở về hỗn độn thần chu bên trong. Giang giật trên người có một chút vết máu, vết máu này tự nhiên không phải hắn, mà là hắn tại trên thi thể vụng trộm mạt. Hắn đi theo thống lĩnh về tới hỗn độn thần chu bên trong, lập tức tìm một cái góc ngồi xếp bằng tu luyện, thoạt nhìn như là chữa thương, kỳ thật lặng yên tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, bắt đầu tìm hiểu tình báo cùng tin tức. Minh giới đây là nổi điên làm gì a? À, tiến công không ngừng, ai? Ta tam thúc đều chết trận, sau khi trở về tam thẩm không biết sẽ thương tâm cái gì cái dạng gì. Đám này trời đánh minh tộc, ta như đạt đến phong đế cấp chiến lực nhất định giết vào bọn hắn đại bản doanh, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, đem minh đế cho chặt thành 18 đoạn. Người tự thổi A, à, còn chém giết minh đế thanh đế đều không phải là đối thủ của hắn. Nghe nói minh đế lập tức sẽ xuất thế, nếu không minh tộc vì sao tiến công đến như thế tấp nập, thậm chí ta đoán chừng minh đế đã xuất thế, chúng ta nhân tộc rất sắp triệt để hủy diệt. Ai? Những quân sĩ kia đại chiến một trận, tiến vào hỗn độn thần chu hậu quả vậy mà nhỏ giọng nghị luận không ngớt. Một vài quân sĩ trên mặt đều là phẫn nộ cùng cừu hận, bộ phận khác quân sĩ trong mắt đều là ảm đạm cùng tinh thần sa sút, hiển nhiên bị Minh đế xuất thế tin tức đánh không nhỏ, là nhân tộc vận mệnh lo lắng. Giang giật nghe một canh giờ, đạt được một chút tình báo. Minh giới không ngừng tiến công thiên hồng giới ngoại nhân tộc khống chế mấy vạn cái bí cảnh, gần như mỗi cái bí cảnh đều tại tiến công, bất kể thương vong gần nhất nhân tộc đã xuất động mấy ngàn vạn đại quân, tử thủ những này bí cảnh, tử thương thảm trọng. Trừ cái đó ra, thiên hồng giới ngược lại là không có gì đặc biệt tin tức. Để giang giật có chút tiếc nuối là, những này quân sĩ cũng không có nói về địa giới sự tình, cũng không có đi nghị luận thanh đế sự tình, sở dĩ hắn căn bản không biết y thiền doãn nhược băng y phiêu phiêu bọn hắn thế nào. Loại chuyện này, giang giật lại không tốt hỏi nhiều, mà lại hắn còn sợ có người cùng hắn tra hỏi, không khớp nói bại lộ thân phận, chỉ có thể tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện. Các ngươi nghe nói không địa giới gần nhất đi lên mấy một thiên tài, gia nhập cửu dương quân, uy mãnh đến không tưởng nổi đâu. Một cái đại đội trưởng đột nhiên mở miệng nói chuyện, để giang giật tinh thần chấn động, hắn nghiêng tai lắng nghe, người kia tiếp tục chậm rãi mà nói, địa giới đệ nhất nhân các ngươi biết không lục ưng vương A. À. Con của hắn đột phá phong vương cấp lên thiên giới, trong khoảng thời gian này thăng liền ba cấp, đều là tướng quân, hắn xuất lĩnh quân đội là ngày càng ngạo nghễ đánh đầu thắng đó A. À. Tiểu ưng vương, Giang giật khóe miệng không tự chủ được lộ ra một tia cười nhạt ý, tiểu ưng vương thế mà đột phá đến thiên giới còn gia nhập cửu dương quân. Cái này kiệt ngạo bất tuần cuồng đồ, Giang giật vốn là có chút chán ghét, bất quá về sau hắn nhận người bạn này, tiểu ưng vương đột phá lập công lớn hắn thật cao hứng cùng vui mừng. Còn có một nữ tử thần bí, so tiểu ưng vương lợi hại hơn. Nữ tử này cảnh giới mặc dù chỉ là phong vương cấp, nhưng cảm ngộ một loại phi thường kỳ dị thần thông. Nàng thế mà, có thể thuần hóa hỗn độn thú, hơn nữa còn là hồng mông cấp hỗn độn thú, một mình nàng mang theo mấy trăm con ngàn vạn năm hồng mông cấp hỗn độn thú, một người liền có thể so trăm vạn đại quân A, người này hiện đã bị Vân Thiên Vương tự mình bổ nhiệm làm thượng tướng quân. Phía sau người nọ nó nói lời, để giang giật có chút không hiểu, địa giới còn có dạng này thiên tài địa giới phong vương cấp không nhiều A, hắn cả đám đều có thể đếm ra tới. Không chịu nổi nghi ngờ trong lòng, giang giật mở to mắt khóa chặt nói chuyện người kia, mở miệng nói, không thể nào, một người sao có thể thuần hóa mấy trăm con ngàn vạn năm hỗn độn thú thế giới này nào có lợi hại như vậy thần thông giống như nàng không ngừng thuần hóa xuống dưới, không phải có thể tổ kiến một cái hỗn độn thú đại quân. Cái này còn có thể lừa ngươi, tên kia đại đội trưởng có chút bất mãn giang giật chất vấn, nhếch miệng nói ta đường ca ngay tại lân hậu quân quân tình bộ, đây là hắn chính miệng nói. Thuần hóa hỗn độn thú cái này thần thông trước kia tựu xuất hiện qua, đúng rồi. Ta nhớ ra rồi, rất nhiều năm trước địa giới tựu đi ra dạng này một thiên tài, cũng có thể thuần hóa hỗn độn thú tới, kêu cái gì tới này mị ảnh vương. Oanh, Giang giật não hải như một đạo lôi điện nổ lên, hắn đột nhiên nghĩ tới, Thánh Linh Sơn hạ tụ có bốn cái ngàn vạn năm hỗn độn thú, năm đó hắn một bài thần khúc còn để tứ thánh thú cùng vang lên. Năm đó lão mị ảnh vương hoàn toàn chính xác cảm ngộ một môn thần thông, có thể thuần hóa ngàn vạn năm hỗn độn thú. Nữ tử thần bí, giang giật đôi mắt bày ra đến dọa người, mị ảnh tộc đạt tới phong vương cấp nữ tử trước kia là không có, đột nhiên xuất hiện một cái đạt tới phong vương cấp nữ tử, còn cảm ngộ thuần hóa hỗn độn thú thần thông, chẳng lẽ là... Y phiêu phiêu, chương 1832, kỳ nữ, có rất lớn có thể. Giang giật càng nghĩ càng kích động, có thể cảm ngộ thuần hóa hỗn độn thú thần thông chỉ có y ra trực hệ tử đệ, mà trực hệ nữ tính con em trung cảnh giới cao nhất liền là y phiêu phiêu. Mặc dù Giang giật không biết y phiêu phiêu trước đó cảnh giới, làm nàng năm đó là địa giới đệ nhất tiểu thư, thiên tư và khuôn mặt đẹp đây tuyệt đối là tuyệt đỉnh. Nàng tại Thánh Linh Sơn hạ bị trấn áp gần thời gian 2 năm, tương đương với tĩnh tu gần thời gian 2 năm. Trước kia nàng thích đùa, khắp thế giới chạy căn bản tĩnh không nổi tâm tu luyện, giờ phút này tĩnh tu phía dưới cảnh giới tiêu thăng cũng không phải không thể nào. Thật là mẫu thân sao, Giang giật đôi mắt lấp lóe, ép buộc chính mình khống chế cảm xúc, nhưng lại căn bản là không có cách ức chế, thẳng đến phụ cận có mấy người bắt đầu chú ý hắn, hắn mới thức tỉnh tới, vội vàng tự nhủ, thời gian ngắn như vậy liền trở thành tướng quân, Chúng ta lúc nào mới có thể trở thành tướng quân A? Ngốc Hiếu, người liền phong hào thần đế đều không thể đạt tới, vẫn là đừng có nằm mộng. Ha ha ha, tên hắn tự gọi Long Sát, Long Sát không phải liền là Long Mốc sao ta nhìn hắn đầu óc là có chút không bình thường, còn muốn trở thành tướng quân đâu? Tướng quân ha ha ha, một đám quân sĩ dùng xem đồ đần ánh mắt nhìn Giang Giật, ngược lại là không có người đặc biệt chú ý hắn. Giang Giật vừa đúng gãi đầu một cái, tiếp tục bế quan tu luyện, giả bộ chữa thương đám kia quân sĩ tiếp tục nói chuyện phiếm không có để ý giang giật giang giật nội tâm như hỏa phần hận không thể lập tức bay đi thiên hồng giới đi chứng thực nữ tử kia đến cùng phải hay không y phiêu phiêu đáng tiếc kha lộng ảnh cũng không trở về ý tứ toàn quân tại hỗn độn thần chu bên trong ở lại phía trên không dưới mệnh lệnh giang giật không dám loạn động chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi nửa ngày một ngày nơi xa lần nữa vào tới một cái minh giới đại quân Kha lộng ảnh truyền âm vang lên tại sở hữu hỗn độn thần chu bên trong toàn quân xuất chiến. Hiu hiu hiu, Kha lộng ảnh mệnh lệnh tại toàn quân tới nói kia là trí cao vô thượng, sở hữu quân sĩ quan tướng không có chút gì do dự, trước tiên hướng ra phía ngoài bay đi, giang giật bất đắc dĩ chỉ có thể cùng ra ngoài xuất chiến. Dựa vào, hắn thần thức dò xét một phen, khóe miệng co quắp động, lần này tới tập minh giới đại quân lại có mấy chục vạn, là bên này người số gấp đôi, bằng vào bọn hắn chút người này tài giỏi qua sao hắn như toàn lực xuất thủ, đối phó những này minh tộc không là vấn đề, nhưng hắn làm sao có thể xuất thủ sở dĩ hắn âm thầm nhất cả trứng, đại quân hủy diệt, chẳng lẽ hắn lặng yên chạy đi chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem đối với hắn có ân kha lộng ảnh chiến tử. Xuất khích, kha lộng ảnh mặc một bộ hỏa hồng sắc chiến giáp, cầm trong tay một cái ngân sắc trường cung, gương mặt xinh đẹp như vẽ, sừng sững trên hư không, bên người đi theo 10 cái phong vương cấp, uy phong không ai bị nổi. Giang giật có thể nhìn thấy rất nhiều nam tử nhìn qua ánh mắt của nàng đều là nóng rực cùng si mê, có thể thấy được mị lực của nàng chi lớn. Nàng khẽ kêu một tiếng, trước tiên bay đi, để toàn quân sĩ khí đại trấn. Người làm soái sung phong đi đầu, dũng mãnh vô song, đối với sĩ khí có rất lớn ảnh hưởng. Những cái kia quân sĩ nhao nhao đi theo bắn tới, cách rất xa tựu liên tục không ngừng đánh ra công kích, đầy trời lưu quang đem hư không cho chiếu sáng, thảm liệt chiến đấu lần nữa bắt đầu. Cứ việc kha lộng ảnh dũng mãnh vô song, trong tay ngân cung đầy trời bắn ra từng thanh từng thanh mũi tên ánh sáng màu bạc, đem từng cái cao cấp minh tướng cho đánh bay. Nhưng chủ soái mạnh mẽ cũng không cải biến được minh giới đại quân số lượng là bên này gấp hai sự thật, rất nhanh minh giới đại quân tự chiếm cứ thượng phong. Kha lộng ảnh cùng kia 10 cái phong vương cấp bị một đám quần cao cấp minh tướng cho cuốn lấy, minh giới đại quân bắt đầu từng mảnh từng mảnh chém giết nhân tộc quân sĩ. Kinh khủng nhất là minh khí, một khi bên này bị áp chế, minh khí sẽ liên tục không ngừng ma hóa bên này quân sĩ bị ma hóa quân sĩ biến thành minh giới chó săn, bắt đầu phản sát bên này quân sĩ, này lên kia xuống, nếu như tiếp tục nữa sợ là muốn toàn quân bị diệt. Tiểu thư, rút lui đi, tiểu thư, không được, còn không rút quân, chúng ta muốn toàn bộ chết trận. Tiểu thư, người rút lui trước, chúng ta bọc hậu. Mấy cái phong vương cấp giống giận, những minh tinh này là kha gia cường giả, hay là lân hậu bộ hạ. Bọn hắn chiến tử không sao, như kha lộng ảnh có nửa điểm sơ suất, bọn hắn như thế nào cùng lân hậu bàn giao bọn hắn phi thường tinh tường lân hậu là đem kha lộng ảnh xem như cháu gái ruột xem. Lùi cái gì viện quân lập tức liền sẽ tới, lâm hải bí cảnh phi thường trọng yếu, tuyệt đối không thể sai sót, đại gia lại kiên trì một hồi, từ chiến đến cùng. Kha lộng ảnh lần lượt bị cao cấp minh tướng đánh bay ra ngoài, cũng lần lượt đem cao cấp minh tướng đánh bay, khóe miệng nàng tụ huyết chậm rãi chảy ra, đem nàng hỏa hồng sắc chiến giáp nhiễm đến càng đỏ mấy phần, nhưng nàng đôi mắt đẹp dị thường kiên định, lần lượt xông đi lên, không có nửa điểm thoại ý. Giết, Kha Lộng Ảnh là toàn quân chủ soái lại là ngụy đế cấp, nàng đã không lùi, ai cũng không có cách nào để nàng rút lui, những tướng quân kia đại thống lĩnh bọn họ chỉ có thể cắn răng tiếp tục khổ chiến. Kỳ nữ, Giang giật âm thầm cảm khái, hắn đời này bội phục người không nhiều, cái này Kha Lộng Ảnh tuyệt đối là một cái. Nàng cùng phổ thông đại gia tộc tiểu thư hoàn toàn không giống, đừng nói tiểu thư coi như rất nhiều công tử nhìn thấy loại tình huống này cũng đã sớm lui đi a à dù sao một cái bí cảnh vứt bỏ tự vứt bỏ quay đầu cướp về chính là kha lộng ảnh muốn tử chiến đến cùng toàn quân không có đường lui lúc đầu đã có chút trượt xuống sĩ khí lần nữa tăng nhiều kha lộng ảnh như thế thân phận cũng dám liều mạng bọn hắn còn cố kỵ cái gì dù sao đều là chết không bằng oanh oanh liệt liệt chiến tử như thế sẽ còn giành được thanh danh cho mình hậu đại tộc nhân mang đến chỗ tốt cực lớn giang giật cắn răng bắt đầu âm thầm xuất lực. Đương nhiên hắn không có đi tìm cao cấp Minh tướng, chỉ tìm cấp thấp Minh yêu. Trước kia hắn chậm ung dung khai chiến hoàn toàn là đang diễn trò, giờ phút này hơi gia tăng một chút công kích lực độ, tựu nhẹ nhóm quét ngang một mảnh. Giết, 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 hắn giả bộ như một cái nổi điên bạo tẩu lăng đầu thanh, lần lượt hướng một tiểu quần Minh yêu phóng đi, tựu liền thống lĩnh truyền âm để hắn khác đừng xúc động cũng làm làm không nghe thấy. Mỗi lần công kích hắn đều có thể từng cái Minh yêu chém giết, chợt không tưởng nổi. Ai đằng sau thống lĩnh cũng mặc kệ hắn, giống như viện quân vẫn chưa tới, bọn hắn đều muốn chiến tử, trễ chế chết chết sớm dù sao đều là chết. Tại thống lĩnh cho rằng, giang giật dạng này hung ác đánh tàn sát mặc dù có thể tạm thời chém giết một chút minh yêu, nhưng một lúc sau khẳng định bị minh khí ma hóa, cuối cùng biến thành minh giới nô lệ. Không chỉ là giang giật, rất nhiều nhân tộc quân sĩ cường giả đều bạo tẩu, không muốn mạng công kích, trong thời gian ngắn minh tộc bên kia từng mảnh từng mảnh bị đánh giết, bên này đảo chiếm cứ thượng phong. Bất quá, Loại tình huống này rõ ràng là ngắn ngủi, chỉ là một canh giờ, những cái kia bạo tẩu quân sĩ hoặc là bị đánh giết, hoặc là bị ma hóa, trái lại đánh giết nhân tộc liên quân. A, à, Giang giật bên này thống lĩnh cùng đại thống lĩnh phát hiện một vấn đề, Giang giật trùng sát một canh giờ, bị hắn chém giết cấp thấp minh tộc đã đạt tới mấy ngàn, hắn thế mà còn không có bị ma hóa. Tốt, tiểu tử, lần này ngươi nếu không chết, ta phong ngươi một người thống lĩnh chi vị, tiếp tục giết. Đại thống lĩnh cố ý truyền âm tới, Giang giật nhìn lướt qua bốn phía nở nụ cười khổ. Hắn khẳng định cũng không sẽ chết, nhưng tiếp qua một hai canh giờ, viện quân còn chưa tới, sợ là cái này đại thống lĩnh đều phải chết. chương 1833, ta có thể thử một chút. Viện quân không có đến, hơn 20 vạn đại quân đã bị chém giết còn lại không đến 10 vạn, mà lại còn lại quân đội thương binh còn có hai vạn. Minh tộc bên kia mặc dù cũng tổn thất nặng nề, nhưng đại quân ít nhất còn có 20 vạn trở lên, ngoài ra còn có hơn một vạn bị ma hóa nhân tộc quân đội, Kha lộng ảnh nhiều lần bị đập bay, mặc dù có một kiện phi thường cường đại chiến giáp, nhưng không thể tránh khỏi thụ thương. Bộ chiến giáp này theo giang giật dò xét hẳn là hồng mông linh bảo, là lân hậu cho nàng hộ thân pháp bảo. Lân hậu như vậy yêu thích kha lộng ảnh, nàng ra khai chiến không có khả năng không cho nàng một chút phòng thân bảo vật. Thụ thương không phải vấn đề lớn, vấn đề nghiêm trọng nhất là kha lộng ảnh trong mắt có chút nổi lên hồng quang, điều này nói rõ linh hồn của nàng đã bị lặng yên ảnh hưởng tới, nếu như tiếp tục nữa rất có thể sẽ bị ma hóa. 10 cái phong vương cấp chết trận 5 cái, còn lại đều cuống lên, nhiều lần truyền âm cho Kha Lộng Ảnh, thậm chí muốn cương ép đem Kha Lộng Ảnh cho mang về. Chỉ là Kha Lộng Ảnh kiên quyết không lùi, một cái phong vương cấp tới gần nàng còn bị nàng đánh bay, mọi người không thể làm gì chỉ có thể đi theo nàng tiếp tục cắn răng tử chiến, nội tâm âm thầm cầu nguyện viện quân nhanh lên đến. Giang giật nội tâm cũng phi thường gấp, Kha Lộng Ảnh là ân nhân của hắn, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn xem nàng bị ma hóa dùng Kha Lộng Ảnh tính tình giống như cảm giác được chính mình muốn bị ma hóa, nàng khẳng định tình nguyện tự bạo cũng không muốn trở thành ma tộc chó săn. Chỉ là, Kha Lộng Ảnh bên người đều là phong vương cấp, thân phận của hắn là một cái tiểu binh, làm sao dám tới gần một khi tới gần đi giúp nàng thanh lý minh khí, thân phận của hắn sẽ lập tức lộ ra ánh sáng. Nơi này quân đội mặc dù đều là lân hậu bên này nhân mã, nhưng người nào biết rõ có hay không đao ra mật thám đừng nói lộ ra ánh sáng coi như gây nên người hữu tâm hoài nghi cũng sẽ gặp phiền phức lớn hắn chỉ có thể tiếp tục đánh giết cấp thấp minh tộc chờ đợi cơ hội nhìn xem phải chăng có thể có cơ hội giúp kha lộng ảnh một cái thời gian từ từ trôi qua quân đội bị tử thương đến càng ngày càng nhiều phong vương cấp lần nữa chết đi ba cái kha lộng ảnh trong mắt hồng quang càng lúc càng nồng nặc còn lại phong vương cấp trong mắt đồng dạng lóng lánh ánh sáng đỏ rõ ràng đều muốn không chống nổi vù vù suốt cục phía nam truyền đến từng đạo tiếng xé gió hư không cuối cùng từng chiếc từng chiếc hỗn độn thần chu bay vụt mà đến một đạo quát lớn tiếng vang lên lộng ảnh lại kiên trì một hồi tứ gia gia đến rồi tứ gia gia kha lộng ảnh đột nhiên quay đầu lập tức tinh thần chấn động nhưng vào lúc này một đạo hắc phong đánh tới thoáng cái liền đem kha lộng ảnh cho bao phủ xuống dưới bên cạnh phong vương cấp toàn bộ hù dọa nhào nhào đánh ra công kích muốn đem hắc vụ bên trong một cái cao cấp minh tướng đánh lui hưu kia cao cấp minh tướng thế mà không lùi ngược lại hóa thành một đạo khói đen xuất vào kha lộng ảnh trong thân thể ý đồ đem kha lộng ảnh cho ma hóa để kha lộng ảnh trở thành minh giới chó săn lộng ảnh nơi xa một chiếc thiên cơ thuyền bên trong một cái lão giả tóc trắng như kim xí đại bằng điều bay vụt mà đến đằng sau vô số đại quân cùng cường giả đi theo bắn ra khắp thiên đều là ít nhất có trăm vạn đại quân tiểu thư tiểu thư mấy cái phong vương cấp giống to sang giật thần thức quét tới sắc mặt trong nháy mắt biến đổi bởi vì kha lộng ảnh giờ phút này toàn thân hắc khí vần quanh con mắt đóng chặt, sắc mặt một hạ hắc thoáng cái rõ ràng, rõ ràng đang bị cao cấp minh tướng công kích. Minh tộc tiến vào nhân tộc linh hồn bên trong, ngoại nhân là không cách nào hỗ trợ. Sở dĩ một đám phong vương cấp thúc thủ vô sách, chỉ có thể mang theo kha lộng ảnh nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời để đại quân rút lui. Viện quân đã tới, vẫn là trăm vạn đại quân, đã không cần bọn hắn đi chết chiến. Giang giật đi theo đại quân rút lui, đằng sau tới nhiều như vậy quân đội, không tới phiên hắn liều mạng. Hắn thần thức một mực khóa chặt Kha Lộng Ảnh, phát hiện trên người nàng hắc khí càng lúc càng nồng nặc âm thầm gấp, giống như viện quân bên trong không có có thể thanh lý minh khí đặc thù cường giả, Kha Lộng Ảnh sợ là nguy hiểm, hắn khả năng giúp đỡ được công việc, nhưng không có có cơ hội a. À. Hưu, xa xa lão giả tóc trắng rốt cục bay tới, hắn không có đi cùng minh tộc khai chiến, mà là trước tiên đem Kha Lộng Ảnh mang theo lên phụ cận một chiếc hỗn độn thần chu bên trong, hiển nhiên là suy nghĩ biện pháp hỗ trợ khu trừ minh khí. Đó là cái ngụy đế cấp hẳn là sẽ có biện pháp đi. Giang giật có chút yên tâm lại, tại mấy cái tướng quân chỉ thị hạ đi theo đại quân về tới hỗn độn thần chu bên trong nghỉ ngơi, phía sau viện quân thì hướng minh tộc phóng đi, bắt đầu một vòng mới huyết chiến. Bên này còn lại tàn quân hoàn toàn chính xác cần nghỉ ngơi chữa thương, cơ bản tất cả quân sĩ đều hoặc nhiều hoặc ít bị minh khí ảnh hưởng tới, giống như còn không nghĩ biện pháp thanh lý, đoán chừng rất nhiều quân sĩ sẽ bị ma hóa. Tiểu tử, không tệ, vừa rồi ngươi tác chiến rất anh dũng, chiến công chắc tuyệt, bản tướng quân một mực có chú ý ngươi, ngươi tên gì? Giang giật còn không có bay vào hỗn độn thần chu, một cái phong vương cấp tướng quân bay tới, ánh mắt khóa chặt hắn hỏi. Giang giật vội vàng kinh sợ trở lại, hồi đại nhân, thuộc hạ long sát. Rất tốt, phong vương cấp tướng quân nhẹ gật đầu, nhìn lướt qua bên cạnh bọn họ tàn quân nói, các ngươi đại thống lĩnh chết trận vậy ngươi trước hết đại diện đại thống lĩnh chi vị đi, đợi sau khi trở về lại bàn về công hạnh thường. Đại thống lĩnh, Giang giật mộng, cái này thăng cấp cũng quá nhanh đi đây là thăng liền 3 cấp A, mặc dù chỉ là đại diệt, nhưng giống như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn trở về rất nhanh sẽ bị phù chính. Tạ đại nhân, nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy mình, giang giật chỉ có thể cắn răng trước tạ ơn, bọn hắn một cái đại đội toàn bộ võ giả đều đôi mắt lửa nóng nhìn qua hắn, vừa ghen tị vừa là hâm mộ. Đều đi về nghỉ ngơi đi, chú ý thanh lý minh khí.